Các bạn đang nghe truyện ta mỗi ngày nhận một hệ thống mới trên kênh TV Audio CV. Chương 2096, tai bay và gió của Diệp Thiên Dật. Tam trưởng lão cửu thiên tông mở mắt, lấy đan dược ra. Đem đan dược này cho thất thiếu gia uống là có thể khỏi hẳn ngay. Đa tạ tam trưởng lão. Đa tạ tam trưởng lão. Tông chủ đến. Một đám người đi tới. Tham kiến tông chủ. Mọi người đều hành lễ, Mọi người không cần khách sáo, bản tông chủ nghe bảo đã tìm thấy Kim Long ngư rồi, độc của tiểu dân đã có thể giải, nên lại đây xem thế nào." Lão giả nói, đã phiền tông chủ phải lo lắng rồi. Người đàn ông trung niên hành lễ, nói: "Đây là việc nên làm thôi. Tất cả mọi người đều là người chung một tông môn." Tông chủ Cửu Thiên Tông khoát tay, nói: "Đúng vậy, tiểu dân gặp phải chuyện này, cả tông môn đều lo lắng cả." Bây giờ thì tốt rồi, Kim Long Ngư biết bao nhiêu năm chưa thấy bóng dáng giờ lại xuất hiện thật đúng lúc, đây chính là phúc lành của tiểu dân. Mau lên. Đan dược đã được luyện chế xong rồi chứ? Mau đem vào cho tiểu dân uống. Người đàn ông trung niên mang theo vài người, lập tức chạy vào gian phòng bên trong đình viện, bên trong phòng có một thanh niên hơn 20 tuổi nằm trên giường, sắc mặt suy yếu, hơi thở mỏng manh. Phụ. Phụ thân hắn phát ra từng tiếng đầy yếu ớt, người đàn ông trung niên nhanh chóng ngồi xuống mép giường, không sao nữa rồi. Tất cả mọi người đều lo lắng cho con lắm đấy. Đan dược đã được luyện chế xong rồi, mau uống đi, uống xong là có thể khỏi hẳn. Thanh niên mở miệng nuốt xuống. Mọi người đều thở vào một hơi, hoàn toàn yên tâm. Không còn vấn đề gì nữa rồi. Không sao là tốt, không sao là tốt rồi. Tiểu dân à, con nghỉ ngơi cho tốt đi. Đa tạ các tiền bối, các bác các thúc bá. Tiểu dân kia yếu ớt nói. Nghỉ ngơi cho tốt. Phụ thân hắn cũng vỗ nhẹ lên bờ vai hắn. Các vị, chúng ta ra ngoài trước đi, để mẫu thân của tiểu dân ở lại chăm sóc hắn là được, để hắn được yên tĩnh một chút. Ừm, được. Chân trước bọn họ vừa mới chuẩn bị đi, tiểu dân ở đằng sau đột nhiên lại xuất hiện bất thường, thế. Thế này là sao đây, tiểu dân, tiểu dân con đừng làm ta sợ con đừng dọa mẫu thân như thế chứ mẫu thân của hắn bị dọa đến mức bật khóc đã xảy ra chuyện gì vậy giờ này khắc này thanh niên nằm trên giường này cả người co giật miệng sùi bọc mép hai mắt trợn trắng vô cùng dọa người chuyện chuyện gì thế này tất cả mọi người đều trừng to mắt không thể tin được cảnh tượng này chẳng phải hắn đáng lẽ phải khỏi ngay sau trúng độc rồi đây là dấu hiệu của trúng độc hơn nữa đây không phải là độc của lúc trước, đây là độc mới, độc lúc trước bộc phát không có triệu chứng như thế, để bản tông chủ xem xem. Vị tông chủ Cửu Thiên Tông kia lập tức đi sang, điểm lên mấy huyệt vị của tiểu dân một chút, hắn liền im bặt, để lão giả Vương tay bắt mạch, không ổn rồi. Đồng tử của tông chủ Cửu Thiên Tông co rụt lại, "Tông chủ, con ta thế nào?" Phụ thân của hắn kích động dò hỏi. Độc đã tiến vào tim, thần tiên khó cứu. Tông chủ cửu thiên tông lắc đầu. Cái gì? Trong nháy mắt, cha hắn ngồi liệt trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn không nghe, chỉ tự lẩm bẩm. Không phải. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, chẳng phải đã nói rằng giải dược này có thể giải độc cho con hắn sao? Làm sao lại có thể đột ngột như vậy, trong một thời gian ngắn như vậy mà trúng độc bỏ mình được, đáng lẽ phải khỏi hẳn mới đúng chứ? Tại sao lại như vậy, không đúng. Có người hạ độc. Có người hạ độc mới. Tông chủ Cửu Thiên Tông kia nhìn chằm chằm người thanh niên giờ khắc này đã hoàn toàn không thể cứu chữa được nữa. Lẽ nào đang dược đã xảy ra vấn đề? Không phải. Tuyệt đối không phải do cách điều chế đang dược có vấn đề. Dù sao cũng là tam trưởng lão, hắn tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như thế được. Hơn nữa, cho dù có phạm sai lầm thì cũng không thể trúng độc chỉ có thể là trúng độc mới. Còn trúng như thế nào thì phải đợi thảo luận đã. Mau tìm tam trưởng lão đến đây. Bọn họ đi ra ngoài, để lại những tiếng khóc trống vọng ra từ trong phòng. Cái gì? Sao lại có thể như thế? Tam trưởng lão kia nghe được tin tức như thế cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tuyệt đối không thể. Mọi thứ đều do lão phu tự tay làm, cho dù có người lén lút hạ độc lên thứ nào khác nhưng khi luyện đan lão phu không hề tiếp xúc gì cả không thể như thế được để lão phu đi xem tiểu dân kia đã trở thành một thi thể tam trưởng lão đi vào tra xét một hồi rồi đi ra là độc của quyết minh thảo loại độc này có độc tính rất mạnh thế nhưng tác dụng của độc bộc phát không nhanh hoặc là đã có người hạ độc từ trước hoặc là khi chế biến đang dược có người hạ độc nhưng không đúng nếu có người hạ độc khi chế biến đang dược thì ít nhất thất thiếu gia cũng phải qua một lúc lâu mới phát độc. Chứ không phải trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, trừ phi. Tông chủ kia nói tiếp, trừ phi là độc của quyết minh thảo trước tiên nằm ở trên một sinh vật nào đó, sau đó lỡ ăn phải thịt của sinh vật đó, nên mặt ngoài của sinh vật đó vẫn còn khỏe mạnh linh hoạt, trên thực tế sẽ phát độc ngay lập tức, mà nếu chỉ còn lại 5 phút là sẽ phát độc, vậy thì người ăn phải thịt đó cũng chỉ cần thời gian 5 phút thôi là đã phát độc rồi. Kim Long Ngư Trong nháy mắt, mọi người đều nghĩ đến thứ đó, tam trưởng lão nhanh chóng phóng đến bên chiếc thùng kia, lấy ra một cây châm bạc đâm vào miếng thịt cá, châm bạc chuyển thành màu màu đen, là Kim Long Ngư. Kim Long Ngư bị người khác hạ độc quyết minh thảo. Độc đã ngấm vào xương Kim Long Ngư, cho nên dùng xương Kim Long Ngư để luyện chế đan dược mới có ẩn chứa độc quyết minh thảo tất cả mọi người đều hiểu ra rồi bốp phụ thân của thanh niên kia đấm nát thân cây bên cạnh là ai ai đã hại con ta tất nhiên là người bán kim long ngư rồi trước tiên hắn hạ độc quyết minh thảo lên kim long ngư bởi vì hắn biết kim long ngư là cá được câu lên bây giờ thì còn sống nhưng tuyệt đối không sống được lâu cho nên sau khi chúng ta mua về nhất định sẽ nhân lúc kim long ngư chưa chết mà luyện đang trước nói như vậy thì rất khó rơi vào lúc sau khi kim long ngư phát độc người nào phó lão người bán kim long ngư cho ngươi là người phương nào lão giả mua kim long ngư của dịp thiên dật nhớ lại nói là một người còn trẻ tuổi tầm ngang tuổi thất thiếu gia ở thành trường thiên mau truyền lệnh của ta bắt lấy người này ta muốn khiến hắn muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong truyền lệnh của bản tông chủ phàm là người có thể cung cấp manh mối đều được thưởng một vạn bắt được người này được thưởng trăm vạn vâng dịp thiên dật còn không biết có người lại còn vu oan giá họa chuyện này lên người hắn giờ phút này dịp thiên dật tiểu tử nhi dương hân nhi dương thiên và lão phong tiêu ngồi vào một chiếc bàn gỗ vừa uống rượu vừa ăn thức ăn hai dĩa thức ăn hai dĩa đồ chay một dĩa cá sau đó là một dĩa đậu phộng thơm quá dương hân nhi nhịn không được mà nói Cung ụt tiểu tử nhi ở bên cạnh không kìm nổi mà chảy nước miếng ròng ròng mắt sáng lên nhìn chầm chầm vào hai con cá bên trong dĩa thơm quá bởi vì có tài nấu nướng nên đương nhiên con cá này nhất định có mùi vị ngon hết sức tưởng tượng mấy đứa mau động đổ đi lão phu mỗi ngày tự mình nấu nướng thích nhất loại rượu do nha đầu tiểu hân ủ cũng may mà có rượu của nàng ăn thử đi cá rất ngon tiểu tử nhi dọn sạch sẽ hết cả chén dĩa quả thật quá ngon. Dương Hân Nhi không nói lời nào, lặng lẽ dọn dẹp rửa chén. Tiểu Thiên, ngươi đi tập luyện thêm những gì mà Lão Phu đã dạy cho ngươi đi. Phong Tiêu ném cho Dương Thiên một thanh kiếm gỗ, vâng, sư phụ. Sau đó hắn đi qua một bên, bắt đầu luyện kiếm. Tiểu Tử Nhi cũng muốn nữa. Tiểu Tử Nhi cầm lấy một cành cây, đứng bên cạnh Dương Thiên, ngốc nghếch múa may theo hắn, bộ dạng trông như đụng một cái là ngã lăn quay ngay, khờ vô cùng. Nha đầu này không phải là muội muội ruột của ngươi đúng không? Phong Tiêu ngồi ở phía bên kia, nhìn cảnh tượng trước mặt, quay sang hỏi Diệp Thiên Dật. Thật ra cảm giác hứng thú của hắn đối với Diệp Thiên Dật và Tiểu Tử Nhi phần lớn là về Tiểu Tử Nhi, chứ không phải là Diệp Thiên Dật. Bây giờ cũng là như thế, hắn không mấy hứng thú với Diệp Thiên Dật, chủ yếu là tò mò về Tiểu Tử Nhi thôi, mà trong mắt hắn, Diệp Thiên Dật quả thật phải là một thiên tài vô cùng lợi hại trong một khoảng thời gian ngắn như thế mặc kệ hắn đã giết bao nhiêu yêu thú nhưng hắn đã thăng cấp tới được thiên tôn cảnh ít nhất cũng cho thấy hắn có thiên phú rất cao thiên phú có cao thì cảnh giới mới tăng lên nhanh nếu thiên phú của ngươi kém cỏi thì cho dù ngươi có giết một thái cổ thần vương cảnh cảnh giới của ngươi cũng không tăng lên được bao nhiêu đúng vậy dịp thiên giật gật gật đầu quen nhau như thế nào vậy phong tiêu hỏi là vô tình gặp nhau tiểu tử nhi không nhớ được gì cả ta thấy nàng rất đáng thương nên dẫn nàng theo không nhớ được gì cả sao mất trí nhớ lão giả phong tiêu trầm ngâm một tiếng hắn cảm thấy rằng chuyện này không đơn giản như thế nhưng lại có điểm khác thường vậy tại sao lại không có tu vi có lẽ bản thân chỉ là một cô gái bình thường vả lại cũng không tu luyện nhưng nàng không hề đơn giản bởi vì có những nguyên nhân về thể chất nhưng vì sao lại rơi vào tình trạng mất trí nhớ thế này chứ tiểu tử ngươi có muốn để nàng ở lại tu luyện với lão phu không sau đó phong tiêu tiếp tục nói lão phu thấy nàng không bình thường có tiềm lực rất lớn tuy rằng cảnh giới của lão phu không tính là cao nhưng hẳn là có thể bồi dưỡng cho nàng ngươi cảm thấy thế nào ta thì không có vấn đề gì chỉ lỡ như tiểu tử nhi không muốn hơn nữa tiền bối à dịp thiên dật nhìn hắn nói ta cũng không biết gì về tiền bối cả làm sao dám để tiểu tử nhi lại đây chứ lão phu chỉ là một võ giả bình thường thôi là một kẻ lo sợ phiền phức nên trốn ở đây mấy thập niên không dám đi ra ngoài phong tiêu cười cười nói diệp thiên giật nhìn hắn xem ra tiền bối có chuyện xưa có thể có chuyện xưa gì được chứ cậu nhóc lão phu chỉ muốn tìm một người kế nghiệp thôi tiểu thiên thật sự rất thích hợp nhưng về mặt thân thể lại không ổn, thật sự không còn cách nào khác nữa rồi, nha đầu kia cũng rất có tố chất. Đến khi đó ta sẽ nói thử một lần, nếu như tiểu tử nhi thật sự không muốn thì ta cũng đành chịu. Phong tiêu gật gật đầu, ừm, không bắt buộc, chủ yếu là lão phu cảm thấy có duyên với nha đầu kia, còn ngươi thì cũng tạm. Diệp thiên giật nhìn sang dương thiên cách đó không xa. Chị em bọn họ không tu luyện được sao? Diệp thiên giật hỏi lão giả này tuyệt đối không đơn giản như những gì hắn nói, gì mà tu vi thấp các thứ, dù sao thì chắc chắn cũng không thấp được, hắn đã quen với hai chị em này lâu như vậy rồi, theo lý mà nói thì hẳn phải tu luyện cho bọn họ chứ. Thể chất của tiểu thiên không ổn, tiểu hân thì lại không có lòng dạ muốn tu luyện, bọn nó đều là mấy đứa nhỏ có số khổ, không có thân nhân, còn bị người khác đuổi giết, một mình buông ba đến nơi đây, vào lúc lão phu gặp được, bọn họ suýt bị giết, lão phu bèn cứu hai người, thế nên mới quen nhau. Diệp Thiên giật biết, hắn có rất nhiều biện pháp để khiến cho cuộc sống của bọn họ khấm khá hơn, chỉ cần một thứ gì đó nho nhỏ, ít nhất cũng có thể để hai chị em họ kiếm tiền, nhưng hắn lại không làm. Có thể có nguyên nhân là do chị em họ không chấp nhận bố thí, mà chắc chắn cũng có nguyên nhân riêng của lão giả này. Hơn nữa, theo lời của hắn, hắn trốn ở đây, hắn không dám, hắn trúng độc. Diệp Thiên giật nhìn Dương Thiên, nói. Hả? Bọn nó nói với ngươi à? Phong tiêu nhìn sang Diệp Thiên giật một cái. Không, ta nhìn ra được, ta biết chút y thuật. Ngươi nhìn ra được à? Hắn để lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó phong tiêu bật cười một tiếng. Đừng giả vờ nữa, tên nhóc này, độc của tiểu thiên, y sư cao tay nhất cũng không thể nhìn cái là phát hiện ra ngay. Thật mà sau đó diệp thiên vật nói hẳn là hắn đã trúng độc rất nhiều năm rồi có thể là khi chạy trốn đến đây bị những người đuổi giết kia hạ độc mà cũng có thể là do chính hắn khi còn ở nhà đã bị hạ độc lúc ăn cơm hay gì đó phong tiêu nhìn sang diệp thiên vật thêm một lần sau đó thì sao sau đó diệp thiên vật trầm ngâm một tiếng nói rất khó giải nếu như không giải độc thì phỏng chừng cũng chỉ còn sống được vài ba năm thôi ôi tên tiểu tử nhà ngươi nhìn ra được thật à. Nhưng thành thật mà nói thì Phong Tiêu vẫn không tin lắm, hắn cảm thấy là một trong hai chị em đã nói cho hắn biết. Bởi vì hắn cũng hiểu y thuật, tuy rằng không đến mức cao thâm, nhưng tuyệt đối không kém cỏi. loại độc này của Dương Thiên tuyệt đối không phải loại độc bình thường, hắn dám nói chắc như vậy, loại độc này cho dù có là cường giả đỉnh cấp bị trúng phải thì cũng vô phương cứu chữa, có lẽ có phương pháp giải độc, thế nhưng lại khó biết được ai biết giải, dù sao thì hắn giải không được mà những người hắn quen biết những người hắn liên lạc được cũng không biết giải cho nên không phải hắn không muốn chữa trị cho dương thiên hắn rất muốn ấy chứ bởi vì hắn cảm thấy dương thiên rất thích hợp để kế thừa hắn nhưng mà hắn thật sự bất lực lừa ngươi để làm gì diệp thiên giật nhún vai hơn nữa diệp thiên giật nhìn thoáng qua phong tiêu nói trong người phong tiền bối cũng có ám tật hơn nữa ám tật này lại vô cùng nghiêm trọng hắn đây mới là nguyên nhân mấu chốt khiến phong tiền bối trốn ở đây không dám ra ngoài lúc này phong tiêu hoàn toàn kinh ngạc chấn động tên nhóc này còn nhìn ra được cả ám tật trong người hắn nữa nào ám tật như thế nào hắn nhìn về phía diệp thiên dật hỏi từng ta phải thử xem mới được cho ngươi thử sau đó diệp thiên dật phương tây bắt mạch cho hắn ảnh hưởng đến cảnh giới của Phong Tiền Bối, hẳn đã khiến cảnh giới của Phong Tiền Bối thụt lùi không ít, nhưng đây không phải điểm quan trọng, quan trọng là lượng sức mạnh này trong cơ thể của Phong Tiền Bối, hẳn là có khả năng gì đó giống như định vị, nói cách khác, mỗi khi Phong Tiền Bối sử dụng sức mạnh của mình, hoặc sử dụng sức mạnh đến một mức độ nào đó, hoặc là sử dụng một lượng sức mạnh đặc biệt nào đó, Phong Tiền Bối sẽ bị phát hiện." Diệp Thiên Giật nói. "Phong Tiêu nếu không phải vì diệp thiên dật là người đến từ bên ngoài hắn thậm chí cũng phải suy nghĩ không biết người này rốt cuộc có phải là do kẻ thù của hắn phái đến hay không thế nên diệp thiên dật quay đầu nhìn về phía phong tiêu nói phong tiền bối rõ ràng được xem là một cao thủ nhưng lại âm thầm trốn ở đây như thế chắc là vì e sợ một khi ra tay giải phóng sức mạnh kẻ thù có thể xác định được vị trí của ngươi tìm đến tận cửa ánh mắt đục ngầu của phong tiêu nhìn chằm chằm diệp thiên dật. thật lâu sau ha 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 hắn bật cười sang sảng không đơn giản đúng là trường gian sống sau đè sống trước đám tiểu bối ngày nay lợi hại quá rồi ha 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 phong tiêu hoàn toàn không hề xem thường diệp thiên dật. Thật ra hắn vốn cũng không hề cảm thấy Diệp Thiên Dật đơn giản, chỉ là không ngờ hắn lại không đơn giản đến thế. Theo như những gì hắn đã thể hiện, Y thuật của hắn tuyệt đối đã đạt đến trình độ khó tưởng tượng nổi. Một tên nhóc trẻ tuổi như thế mà lại có y thuật cao như vậy, hơi quá rồi. Phong tiêu uống một hớp rượu, sau đó cười khổ một tiếng. Đều là chuyện quá khứ rồi, ngươi nói xem, ở đại lục này, võ giả nào mà không có kẻ thù. Chẳng qua chỉ là vấn đề có bao nhiêu kẻ thù, kẻ thù là ai mà thôi, còn kẻ thù của lão phu. Hắn nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt chợt trở nên sắc bén bỏ đi không nói nữa không nói nữa sau đó hắn nhìn về phía dịp thiên dật hãy quý trọng thiên phú của mình tu luyện cho tốt đương nhiên rồi dịp thiên dật nhún vai thật ra đối với phong tiêu mà nói có rất nhiều chuyện không cần phải hỏi trong lòng hắn cũng nắm được phần nào rồi ví dụ như thiên phú của dịp thiên dật và những thứ khác có thể giải được không phong tiêu hỏi dịp thiên dật dịp thiên dật lắc đầu độc này thật sự khó chữa, dù sao thì cũng có ba biện pháp, hoặc là phong tiền bối tự ép mình phóng thích luồng sức mạnh kia, tự bại lộ thân phận, dần dần làm suy yếu ảnh hưởng của luồng sức mạnh đó, hoặc là để người phóng thích ra tay, hoặc là mời một cường giả đỉnh cấp đến trị, ngoài ra không còn biện pháp nào khác nữa. Tiểu tử này Phong tiêu nhìn dịp thiên vật, Hắn thật sự rất am hiểu. Nhưng mà... Diệp Thiên vật trầm ngâm một tiếng, ám tật khiến cảnh giới của phong tiền bối thụt lùi này, hay nói đúng hơn là độc, ta có thể giải, có thể nâng cao cảnh giới của phong tiền bối một chút, nhưng không thể nâng cao lên tới đỉnh, dù sao thì luồng sức mạnh kia vẫn còn ảnh hưởng đến cơ thể của phong tiền bối. Phong tiêu lại lắc đầu, không cần, cứ để như vậy đi. Hắn bưng rượu rồi rời đi. Diệp thiên giật lắc đầu nhẹ nhẹ. Không cần khiến cảnh giới tăng lên thật nhiều, vậy chỉ có thể là trong lòng của hắn có một chướng ngại không vượt qua được. Phong gia gia, rửa xong rồi. Dương Hân Nhi nhẹ giọng nói với Phong Tiêu. Ừm. Quay về nghỉ ngơi đi, đến lúc đó để dịp tiểu tử kia đưa các ngươi đi. Vâng. Sau đó, Dương Hân Nhi đi đến phía sau dịp thiên giật im lặng không một tiếng động đứng nhìn Dương Thiên đang luyện kiếm và tiểu tử Nhi đang bắt chước theo ở bên cạnh. Dịp công tử. Dương Hân Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói. Hửng. Diệp Thiên Dật quay đầu nhìn về phía nàng. Cô gái này quá nhu nhược, khiến Diệp Thiên Dật nhớ tới Lâm Nhược Nhược ở minh giới, thật sự quá nhu nhược, kích thích nội tâm muốn bảo vệ bên trong lòng người. Chuyện ở thành Trường Thiên, thật sự đa tạ ngươi. Dương Hân Nhi cúi gập đầu về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật lắc đầu, không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Đệ đệ của ngươi làm sao lại bị trúng độc vậy? Diệp Thiên giật hỏi một câu. Dương Hân Nhi cắn môi không nói gì. Rõ ràng nàng đang xoắn xuýt chuyện gì đó. Không muốn nói thì không cần nói đâu, không sao cả. À, không. Không phải. Dương Hân Nhi vội vã lắc đầu. Là Có thể đã trúng độc từ lúc còn rất nhỏ, có thể là có người được sai đi hạ độc tiểu Thiên. Vậy thì kỳ lạ quá, loại độc này nếu muốn thật sự giết chết một người nào đó thì có thể phải đợi vài năm, thậm chí là hơn 10 năm nếu hạ độc thành công, hoàn toàn có rất nhiều phương pháp để lấy mạng của em trai ngươi ngay tại chỗ, tại sao lại phải dùng loại độc này chứ? Diệp Thiên Dật cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Ta cũng không biết nữa, Diệp Công Tử, ngươi là y sư đúng không? Dương Hân Nhi nhìn về phía Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật gật đầu. Sau đó nàng hỏi thêm, Vậy Diệp công tử có biện pháp nào có thể chữa trị cho Tiểu Thiên không? Không. Diệp Thiên giật lắc đầu. Ta hiểu rồi. Nàng hơi cúi người về phía Diệp Thiên giật. Nàng vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì mấy năm nay nàng cũng đã tìm không ít y sư, cũng đã phải chi trả rất nhiều, thế nhưng đều không có cách chữa. Tiền nàng kiếm được căn bản đều đổ vào đây cả. Thậm chí bộ quần áo nàng mặc cũng đã qua rất nhiều năm rồi mỗi khi mua, nàng đều đặc biệt mua đồ rộng hơn nhiều, bởi vì nàng biết nàng đang ở tuổi ăn tuổi lớn, nên mới phải mua đồ rộng, đồ rộng thì mới mặc vừa, nhỏ quá lại không được. Trong lòng Diệp Thiên giật thầm than thở. Loại độc này của Dương Thiên, hắn có thể giải. Nhưng mà lại khó quá. Khó đến mức thậm chí Diệp Thiên giật cũng có cảm giác, nếu như mình muốn đảm đương việc này thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà cảnh giới của bản thân lại tăng lên không được bao nhiêu hơn nữa, lại còn có tính mạo hiểm rất hơn, Diệp Thiên vật không rành đại lục này, hắn không thể đảm đương được. Mà điều quan trọng nhất là bọn họ chỉ là tình cờ gặp gỡ, Diệp Thiên vật cũng không có nghĩa vụ gì cả. Tiểu Thiên, chắc đệ mệt rồi, uống nước đi. Dương Hân Nhi đi sang đó. Không sao đâu tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi. Dương Thiên lau mồ hôi, nhanh chóng đỡ Dương Hân Nhi ngồi xuống. Tỷ không mệt, đệ uống nước đi. Diệp Thiên Giật ngồi ở bên kia uống rượu, nhìn thấy cảnh tượng này. Có chút mềm lòng, nhưng lại không muốn quan tâm. Nếu phải quan tâm hết tất cả những chuyện đó, trên thiên hạ này có rất nhiều, hắn làm sao có thể quan tâm hết được, nếu chỉ cần đơn giản ra tay là có thể chữa trị ngay thì Diệp Thiên Giật sẵn lòng giúp đại một phen, thế nhưng loại độc này không đơn giản, đồng thời Diệp Thiên Giật cũng biết, người hạ độc Dương Thiên cũng rất phi thường. Loại độc này người thường không thể nào có được tiểu tử thối ngay lúc đó trong đầu dịp thiên vật truyền đến một giọng nói ai đó đôi mắt dịp thiên vật bỗng ngưng lại lập tức cảnh giác cực ký tiểu tử thối giọng nói đó lại truyền đến cùng lúc đó đầu dịp thiên vật đau như búa bổ giọng nói kia thật mỏng manh thật suy yếu đến từ sâu trong tinh thần của hắn ngươi là ai dịp thiên vật cố nén cơn đau đớn trong đầu thế giới tinh thần hồi phục lại. Là ta. Tu La. Diệp Thiên Dật hắn ngạc nhiên không nói nổi, Tu La phải, Diệp Thiên Dật chiếm được truyền thừa và sức mạnh của Tu La, nhưng hắn không thể nào ngờ tới, trong thế giới tinh thần của mình lại có ý thức của Tu La đang ẩn náu. Hay nói đúng hơn là tàn hồn, trong nháy mắt, sau lưng Diệp Thiên Dật lạnh băng, hắn mà cũng có điều lo lắng sao? Hắn lo lắng rằng chẳng lẽ Tu La muốn mượn cơ thể hắn để sống lại? đoạt xác của hắn sao, sao ngươi lại ở trong đây? Ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên giật cảnh giác thăm dò. Thật sự vừa nghĩ lại đã thấy sợ hãi vô cùng. Ngươi không cần lo lắng. Giọng nói suy yếu đó lại truyền đến. Đây chỉ là tàn hồn của ta thôi, không làm nổi sóng to gió lớn gì đâu, chỉ là lúc trước tàn hồn của bản tôn tiến vào theo sức mạnh của truyền thừa thôi, ngươi không cần lo lắng ngươi bảo ta không cần lo lắng là ta phải tin ngươi thật chắc. Nói thật Diệp Thiên Giật có hơi bực bội. Tiểu tử thối, bản tôn không có ý gì khác, chỉ hy vọng được nhìn thấy mọi thứ thông qua ngươi thôi, không hơn. Hơn nữa hẳn là ngươi cũng hiểu được, tàn hồn này của bản tôn có thể gây ảnh hưởng được gì đâu. Cũng đã dầu hết đèn tắt rồi. Phải, những điều hắn nói, Diệp Thiên Giật đương nhiên hiểu, thế nhưng, thời kỳ thượng cổ có những thứ mà quả thật đến cả dịp thiên vật cũng không biết lỡ như hắn còn có bản lĩnh như thế thì sao cho dù thế nào thì dịp thiên vật cũng không có cách gì cả vậy thì chỉ có thể cho rằng hắn quả thật sẽ không làm chuyện gì với hắn cả trong nhận thức của dịp thiên vật bây giờ hắn thật sự cũng không làm được gì tuy nhiên từ hôm nay trở đi dịp thiên vật nhất định phải đặc biệt cảnh giác chuyện này hắn nói cái gì là sẽ làm cái đó đương nhiên không có khả năng đó Diệp Thiên Vật cũng đâu ngây thơ như thế, ngươi muốn làm gì? Sau đó Diệp Thiên Vật hỏi: "Xin ngươi giúp ta một chuyện." giọng nói kia rất suy yếu, suy yếu đến mức khiến Diệp Thiên Vật cảm thấy rằng dường như hắn thật sự sắp chết đến nơi, còn khiến người ta rất dễ mềm lòng nữa. Giúp chuyện gì? Diệp Thiên Vật hỏi. Đối với người được gọi là Tu La này, Diệp Thiên Vật xem như cũng khá là kính trọng hắn. Cường giả đỉnh cấp hơn nữa Diệp Thiên vật cũng mang ơn hắn. Vậy Diệp Thiên vật có thể ra tay không, cứ xem thử trước đã. Bọn họ là hậu duệ của bản tôn, hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ bọn họ. Diệp Thiên vật. Dì cơ, chuyện này khiến Diệp Thiên vật hơi ngớ người. Ngươi đang nói về tỷ muội dương gia sao? Phải Diệp Thiên vật. Đợi đã Hắn sửa sang lại một chút Giống như trong quá khứ. Bởi vì Tu La là sự tồn tại trong thời đại chúng thần thời kỳ thượng cổ, mà tiểu thế giới này hẳn là cũng do thế giới kia sáng tạo ra, cho nên trong thời kỳ đó, Tu La để lại hậu duệ, sau đó nếu như ở đây thì nghe cũng có vẻ hợp lý. Ta biết rồi. Diệp Thiên giật hồi phục lại một chút. Đa tạ ngươi. Bản Tôn cũng sẽ không tự mình thức tỉnh đây, đúng là vì đã cảm nhận được hơi thở của huyết mạch của Bản Tôn làm phiền ngươi rồi ngươi đừng hại ta là được ngươi yên tâm bản tôn không dám nghĩ đến ý tưởng đó đâu hơn nữa đây chỉ là tàn hồn bản tôn thật sự đã tan biến rồi ý nghĩa tồn tại của tàn hồn này nhất định rất quan trọng đối với ngươi trong tương lai xin nhờ ngươi sau đó giọng nói liền liền biến mất hoàn toàn diệp thiên giật thở dài một hơi sau đó lấy ra một bao thuốc châm một điếu rồi hút mạnh ánh mắt nhìn sang dương thiên đổ mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn luyện kiếm đầy quật cường ở bên kia hậu duệ của tu la quả thật dương thiên này thoạt nhìn không giống một đứa trẻ bình thường ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả trong xương tủy của hắn quả thật có một loại khí chất đặc biệt nếu là hậu duệ của tu la vậy thì hoàn toàn hợp lý rồi nếu là hậu duệ của tu la vậy ta đây sẽ giúp dù sao thì hắn cũng đã kế thừa sức mạnh cường đại của tu la Tu la người ta cũng đã tự mình thỉnh cầu hắn rồi, vậy Diệp Thiên Dật quả thật cũng khó lòng từ chối. Hút hết một điếu thuốc, Diệp Thiên Dật đi sang đó. Dừng lại một chút đã. Dương Thiên há to miệng thở hồng hộc, ánh mắt nhìn sang Diệp Thiên Dật, cũng không nói gì. Tuy Dương Thiên còn nhỏ, mới 12-13 tuổi, nhưng tâm trí của hắn chắc chắn đã trưởng thành, bởi vì người tỷ tỷ của hắn rất tốt, nên người đệ đệ này lúc nào cũng muốn bảo vệ tỷ tỷ của mình cho dù hắn đang có thương tích trong người cũng không ngại, mà Diệp Thiên Giật trong mắt hắn là một người tốt, nhưng chưa chắc là một người tốt hoàn toàn. Lỡ như hắn ao ước sắc đẹp của tỷ tỷ mình thì sao? Giống hệt như những kẻ đó vậy. Người như vậy nhiều lắm. Đưa tay cho ta, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Bên cạnh, Dương Hân Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Thiên Giật. Chẳng phải Diệp Công Tử đã nói hắn không có cách nào sao, bây giờ hắn lại xem mạch là muốn Yên tâm, ta xem bệnh cho ngươi thôi. Không cần. Dương Thiên quật cường nói. Sao thế? Ngươi từ bỏ rồi à? Diệp Thiên giật ngồi ở bên kia, cười nhìn Dương Thiên. Biết bản thân không còn sống được mấy năm nữa, thậm chí đến cả dũng khí cho người khác xem bệnh cũng không có sao. Không cần ngươi quan tâm. Dương Thiên nắm chặt nắm tay, không phải hắn giận Diệp Thiên giật mà hắn tự giận bản thân mình, rõ ràng hắn cũng chỉ còn lại một người tỷ tỷ, rõ ràng hắn là một nam tử hán, đáng lẽ hắn phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ, chăm lo cho tỷ tỷ của mình, vậy mà cơ thể hắn lại không cho phép, hơn nữa, vì chăm sóc cho hắn mà cuộc sống mỗi ngày của tỷ hắn có biết bao nhiêu là vất vả, xem bệnh cho hắn, mua mấy dược liệu, toàn bộ tiền cơ bản đều dùng vào việc này cả. Tuy rằng hắn có ăn có uống, thế nhưng hắn hận chính mình. Ít nhất nếu tỷ hắn dùng số tiền đó cho bản thân, chắc hẳn là có thể mua được đồ mới rồi, hắn căm hận chính mình. Thậm chí có vài lần còn muốn tự sát, thế nhưng hắn không có dũng khí, hắn sợ. Không phải hắn sợ chết, mà là sợ tỷ hắn thương tâm khổ sở, đây là chuyện duy nhất mà hắn sợ bãi. Có lẽ. Hắn còn có một chấp niệm nữa, đó chính là muốn báo thù, thế nhưng thân thể dần dần suy yếu đi hắn biết mình không thể nào làm được những chuyện đó. Ý chí của hắn càng ngày càng sa sút hơn. Ngươi tưởng ta muốn quan tâm ngươi à? Ta với ngươi không quen không biết, nếu không vì có người nhờ ta thì ta thèm quan tâm ngươi chắc, ngươi là cái thá gì? Hả? Tu vi cung không có, bản lĩnh cũng không, cho dù ta không phải nhân vật gì đó cực kỳ lợi hại, vậy thì ít nhất ngươi cũng chẳng lọt vào mắt ta được. Dương Hân Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Thiên Dật nàng cũng không thích nghe những lời Diệp Thiên Dật nói về đệ đệ của nàng, nhưng nàng không cảm nhận được địch ý từ Diệp Thiên Dật, hơn nữa Diệp Thiên Dật còn giúp họ. Điều quan trọng nhất là, hắn có ý gì, có người nhờ hắn chăm sóc tiểu thiên sao, phong gia gia, rắc rắc rắc, rắc dương thiên gắt gao siết chặt nắm tay, cúi đầu không nói gì. Tuổi nhỏ như vậy mà lại toát ra khí thế không thuộc về lứa tuổi này. Không hổ là hậu duệ của Tu La. Ta xem bệnh cho ngươi cũng không có ý gì khác, ngươi cũng đừng quá coi trọng bản thân, tưởng mình có gì đặc biệt, ta chỉ xem bệnh cho ngươi, cũng không định mưu hại người gì cả. Hơn nữa ngươi căn bản cũng chẳng cho ta được cái gì, tỷ của ngươi dễ bị bắt nạt thế này, ít nhất nếu có thể để ngươi sống lâu thêm 2 năm thì cũng có thể có thêm 2 năm để bảo vệ tỷ ngươi, chỉ là ta thấy tỷ ngươi đáng thương mà thôi. Nói xong, Diệp Thiên Dật vương tay kéo cánh tay của hắn lại, Dương Thiên không có phản kháng. Diệp Thiên giật xem mạch cho hắn. Hắn cau mày. Loại độc này. Nơi đây là minh giới, có rất nhiều thứ không giống nhau trong minh giới, có thể có nguyên lý giống nhau, nhưng mà linh vật thiên địa này, cách điều chế này, công hiệu này, những thứ đó đều không giống nhau, cho nên ở nơi nào, Diệp Thiên Giật cũng rất gượng gạo. Nhưng ở nơi đây, là tiểu thế giới do chính thời kỳ thượng cổ sáng tạo ra, mọi thứ ở nơi đây cũng chính là mọi thứ ở bên ngoài, soạt, Diệp Thiên giật vung tay lên, tay hắn vạch ra một đường rạch, máu tươi rơi xuống, nhưng Dương Thiên không có chút biểu cảm nào cả. Diệp Trong lòng Dương Hân Nhi kinh ngạc, há miệng thốt ra được mỗi một chứ. Diệp Thiên giật trích một giọt máu ra, đi sang một bên, ngồi sổng xuống. Quả nhiên là mạng đà vũ độc. Ngón tay Diệp Thiên giật chà sát giọt máu kia. Trong sân nhỏ, Phong Tiêu đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này tiểu tử này biết cả mạng đà vũ độc ngươi được đấy sau đó phong tiêu đi sang mạng đà vũ độc giải được không hắn hỏi diệp thiên giật đứng lên nhìn về phía phong tiêu gật đầu nói giải thì thật ra có thể giải chỉ là hơi khó một chút ngươi thật sự giải được sao ánh mắt phong tiêu sáng lên ánh mắt dương hân nhi và dương thiên bỗng chốc dồn về hết trên người diệp thiên giật dáng người yêu kiều của Dương Hân Nhi hơi rung lên nhẹ nhẹ, nàng nhanh chóng chạy đến trước mặt Diệp Thiên Dật, quỳ ngay xuống trước Diệp Thiên Dật. Diệp công tử, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu Tiểu Thiên. Tỷ. Dương Thiên đi tới, dùng sức giữ chặt lấy Dương Hân Nhi. Tỷ, cho dù có chết cũng không muốn Tỷ làm như vậy. Diệp Thiên Dật đỡ Dương Hân Nhi đứng dậy, nàng nhanh chóng lau nước mắt. Loại độc này tên là mạng đà vũ độc, theo ta được biết, mạng đà vũ độc này hẳn là một loại độc do một đại năng chế tạo ra là một loại độc của thời kỳ thượng cổ cũng chính vì như thế nên loại độc này gần như không có phương pháp giải sau đó diệp thiên dật tiếp tục nói công hiệu của độc này sẽ khiến người ta dần dần suy yếu sau vài năm mười mấy năm các cơ quan toàn có thể cũng suy kiệt cũng là vì như thế thân thể căn bản không có cách nào vận linh lực được nên không thể tu luyện bản thân loại độc này không đến mức đáng sợ mười năm mới có thể khiến người ta chết nhưng lợi hại ở chỗ là một khi trúng độc sẽ chết không nghi ngờ nói chung hạ loại độc này là để cho người ta không hay biết khiến cho người ta chết giống như cơ thể có vấn đề nếu không có trình độ về mặt y thuật thật cao thâm thì thậm chí còn không tra ra được là trúng độc còn có một khả năng nữa đó chính là uy hiếp để bản thân có đủ thời gian để dùng tính mạng ngươi để uy hiếp để đạt được mục đích nào đó phong tiêu gật đầu quả thật là như thế. Sau đó Diệp Thiên Giật nói, chuyện mà bây giờ ta có thể làm là làm cho thân thể của ngươi khôi phục lại bình thường, có thể tu luyện, nhưng về sau đó, ngươi vẫn phát độc mà chết. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Giật. Ánh mắt hắn xuất hiện khát vọng. Không phải khát vọng sống, mà là ít nhất hắn không bị trói buộc, ít nhất hắn có thể dùng bản lĩnh thật sự để bảo vệ tỷ mình, cho dù chỉ có vài năm cũng được. Hắn cũng có thể đi kiếm tiền, Đến lúc đó chết rồi, ít nhất có thể để lại một khoản tiền cho tỷ mình. Phịch, Dương Thiên quỳ xuống trước mặt dịp thiên vật. Nếu ngươi có thể giúp ta làm chuyện này, Dương Thiên ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Một đứa trẻ 12-13 tuổi nói ra một lời như vậy, đúng là rất không phù hợp, thế nhưng dịp thiên vật thoạt nhìn lại không có gì khác thường. Ta nói rồi, ta không âm mưu gì có, ngươi cũng không có gì đáng giá để ta mưu tính, đây là chuyện ta có thể làm được chuyện nhỏ thôi. sau đó diệp thiên giật nói, đi nghỉ ngơi trước đi. chuẩn bị xong rồi ta đến tìm tỷ đệ các ngươi. phong tiền bối, ngươi lại đây một chút. phong tiêu cùng diệp thiên giật đi đến bên cạnh dòng suối. tiểu ca ca không sao đâu. đại ca ca siêu siêu lợi hại. đại ca ca nhất định có thể chữa khỏi cho ngươi. tiểu tử nhi đi đến bên người dương thiên, ngọt ngào an ủi. phong tiền bối, ta không hiểu biết nhiều về thế giới này của các ngươi lắm ta chỉ biết, mạng đà vũ độc này là do người ở thời kỳ thượng cổ kia sáng tạo ra, như vậy nơi đây của các ngươi, có ai có thể sử dụng mạng đà vũ độc này không? Hay là loại độc này xem như đã tràn lan khắp nơi đây rồi? Phong tiêu nói, thật ra lão phu chỉ biết ai hạ độc thôi. Mấy dịp thiên giật nhíu lại. Thẩm thiên luyện. Một cường giả đỉnh cấp của đồ đằng chi địa, có được thế lực một phương của riêng mình, mà hắn cũng là hậu duệ của đại năng thời kỳ thượng cổ theo như lời ngươi nói hoặc là chính hắn hoặc là tộc nhân của hắn thế nhưng cho dù là ai thì bình thường cũng không thể tiếp xúc với tiểu tử này trừ khi thân thế của bọn họ không đơn giản phong tiêu cũng là người của thế hệ trước hắn thông minh cỡ nào không cần phải nói nhiều lời nữa có thể nhìn ra được nhiều điều từ trong một việc nhỏ loại độc này là thứ mà người đỉnh cấp mới có được vậy mà loại độc như thế bây giờ lại ở ngay trên người đứa trẻ Dương Thiên này. Dựa theo lời của nha đầu tiểu hân đó, gia đình của nàng rất giản dị bình thường, lúc trước bọn họ chỉ có mỗi cha mẹ, cho nên, không thể nào hạ độc tiểu tử tiểu thiên này chỉ vì muốn làm hại nhà họ. Bởi vậy thì chỉ có thể là có người biết dương gia bọn họ có được món đồ gì đó, sát hại cha mẹ tụi nó, hạ độc cho tiểu thiên, mục đích là để khống chế tính mạng của hắn, uy hiếp hắn, hoặc dùng tiểu thiên để uy hiếp tiểu hân. Chỉ là không ngờ tỷ đệ bọn họ lại chạy mất. Diệp Thiên giật đồng ý với cách giải thích này, bởi vì Diệp Thiên giật biết, bọn họ là hậu duệ của Tu La, như vậy nếu trong tay bọn họ có được thứ gì đó lợi hại thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Bị người khác phát hiện, muốn có được nên đã ra tay, còn việc tiền bối Tu La của bọn họ lợi hại như thế mà tại sao hậu duệ lại yếu như vậy? Thật ra Diệp Thiên Dật có thể nghĩ ra một vài nguyên nhân, không chắc là đúng, nhưng nhất định có. Thứ nhất, năm ấy Tu La là một sự tồn tại rất mạnh mẽ, chỉ tại về sau lại bạo phát sức mạnh, Tu La trở thành một kẻ tàn sát, tàn sát không biết bao nhiêu sinh linh và chủng tộc của Đại Lục, Tu La cũng bị người đời không tha thứ, bởi vậy, sức mạnh Tu La của Diệp Thiên Dật không thể bị bại lộ, một khi bại lộ rồi, hắn sẽ gặp phải sự đuổi giết của toàn Đại Lục. Cho dù bây giờ Diệp Thiên Dật vẫn bình thường, nhưng đại lục không thể cho phép một quả bom hẹn giờ mạnh mẽ như vậy tồn tại, phải tiêu diệt diệp thiên vật. mà bọn họ là hậu duệ của tu la, đương nhiên bọn họ cũng không dám ngẩng cao đầu, sợ dẫn đến họa sát thân, sợ bị người đời tận diệt. nguyên nhân thứ hai, rất nhiều võ kỹ, công pháp, vân vân đều có thể bị mất đi. trải qua nhiều năm tháng đổi dời như thế, có lẽ lão tổ tông của bọn họ rất lợi hại, nhưng lúc sau đã xảy ra chuyện gì đó từng thế hệ một xuống dốc cũng không tiếp xúc được hoàn cảnh tu luyện tốt thứ ba cũng có khả năng thời kỳ thượng cổ hậu duệ tu la vẫn còn là đứa trẻ rất nhỏ sau đó bị đưa đến tiểu thế giới này một đứa trẻ nhỏ xíu thì biết cái gì thậm chí không biết cha mình lợi hại thế nào là ai sau đó cứ như vậy mà xuống dốc mới nãy ngươi nói có người nhờ ngươi quan tâm bọn họ là thật sao đương nhiên là nói dối thôi do ta thấy bọn họ đáng thương hơn nữa có thể giúp được một chút nên mới nói vậy thôi. Diệp Thiên giật nói. Có những lời không thể nói ra được. Ừm. Phong tiêu cũng không nghi ngờ gì nhiều. Sau đó Diệp Thiên Giật nói, muốn giải loại độc này cần một có một thứ rất quan trọng, đó chính là máu của người hạ độc, vì độc được luyện chế ra từ máu của hắn, bình thường không dùng mà lại lấy đi luyện chế, phỏng chừng là đặc biệt dùng cho Dương Thiên, nếu người này chết rồi thì khó giải, nên chỉ có thể cầu nguyện là hắn vẫn còn sống thôi. Lão phu biết. Thật ra Phong Tiêu biết hết những chuyện đó, nhưng nguyên nhân là vì hắn làm không được, cho nên hắn thật sự cũng hết cách. Huống chi ngươi còn phải biết cụ thể là ai đã luyện chế loại độc này nữa. Dùng máu của ai? Cũng không phải cứ tìm máu của người cùng tộc là được, đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất vì sao Diệp Thiên Dật căn bản lại không muốn quan tâm, chuyện này tốn công sức lắm đấy. Hơn nữa quá trình điều tra này nhất định sẽ bị lộ. Nhất định rất nguy hiểm. Phong tiền bối, tông môn của thẩm thiên luyện đó là Thế lực đế cấp, vạn độc tông. Thế lực đế cấp. Diệp thiên giật hơi trầm ngâm. Thế lực đế cấp ở đây chắc hẳn là tương đương với thế lực cấp bậc đế cấp ở thần vực, vậy thì chắc là Các loại tồn tại kiểu như thế lực thần cấp thượng vực chúng thần chi vực, thần cơ môn, thiên cơ cát, vạn Phật sơn nhĩ, đệt, Khó quá đi. Vốn dĩ, dự định của Diệp Thiên Dật là đưa tiểu tử Nhi tới thế lực hoàng cấp ở bên cạnh hoặc cứ đi thẳng vào trong một chút. Nhưng mà bây giờ, thôi bỏ đi. Giúp đỡ một chút thôi. Sau đó, Diệp Thiên Dật đưa tiểu tử Nhi với tỷ đệ Dương gia tới thành Trường Thiên. Bởi vì dù sao thì cũng đang ở yêu tộc, mà khoảng cách tới thành Trường Thiên là 10 km, bọn họ chắc chắn vẫn cần Diệp Thiên Dật hộ tống đưa đi. Diệp công tử Thật sự là cảm ơn ngươi." Dương Hân Nhi không người với Diệp Thiên Dật. "Không cần đâu." Diệp Thiên Dật nhìn về phía Dương Thiên đứng ở bên kia không nói một lời nào. "Được rồi, thế ta đi trước nhé, tới lúc đó thì ta có thể giúp hắn, hiện tại thì cứ trị liệu cho hắn như bình thường đi, ta đi chuẩn bị một chút. Hẹn gặp lại tỷ tỷ, hẹn gặp lại tiểu ca ca." Tiểu Tử Nhi ngoan ngoãn vẫy tay chào bọn họ sau đó Diệp Thiên Dật đưa theo Tiểu Tử Nhi rời đi. Đại ca ca, chúng ta đi đâu đây? Tiểu Tử Nhi kéo cánh tay của Diệp Thiên Dật, ngọt ngào hỏi. Bây giờ à, đi kiếm chút dược liệu. Nếu nói tới cảnh giới thì nên mang theo nó. Nếu muốn giải độc cho Dương Thiên, thì không phải là chuyện một sớm một chiều mà xong được, vạn độc tông, dựa vào Diệp Thiên Dật ở hiện tại thì chưa có tư cách tiếp xúc, trừ khi hắn có thể nghĩ tới chuyện có thể trở thành đệ tử của vạn độc tông hay không? Ấy đợi đã, đệ tử của vạn độc tông. Đây không phải là một cách hay ư, vạn độc tông, có thế lực đế cấp, mạnh mẽ như vạn Phật Sơn, thần cơ môn, cấp bậc thế lực như thế này rất chi là lớn mạnh, thế thì cho dù dịp thiên dật không có địa vị cao ở nơi này, nhưng mà tư cách để trở thành đệ tử của một tông môn như thế này thì chắc là có chứ nhỉ, hơn nữa, Diệp Thiên Dật chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là một đệ tử thôi đâu, Vạn Độc Tông là nơi chơi độc, nói về chơi độc thì Diệp Thiên Dật chính là tổ sư gia rồi, trong quá khứ hắn tùy tiện. Cũng có thể trở thành đệ tử trưởng lão còn không đơn giản à, đúng, chính là như thế, đây chẳng phải là còn trâu bò hơn thế lực Hoàng cấp Cửu Thiên Tông ở bên cạnh ư? Suy cho cùng thì cũng là đế cấp cơ mà. Thế nên, Diệp Thiên Dật có thể có được tài nguyên, những cường giả được tiếp xúc cũng nhiều hơn tài giỏi hơn. Đối với Diệp Thiên Dật mà nói thì thuận tiện đi tìm cái tên Thẩm Thiên luyện kia hình như cũng chẳng có phiền phức gì cả. Đúng, chính là như thế. Vấn đề bây giờ là hắn phải khiến Dương Thiên khôi phục lại như bình thường, sau đó sẽ đi tới Vạn Độc Tông sau. Đi dạo một vòng lớn quanh thành Trường Thiên, Diệp Thiên Dật mua được một số dược liệu mà hắn muốn, còn có một số cực kỳ khó tìm. Tiểu Thiên, Diệp công tử chắc chắn sẽ điều trị tốt cho ngươi ngươi yên tâm đi dương hân nhi đưa cho dương thiên một cốc nước tỷ vì sao hắn lại giúp chúng ta dương thiên rất chi là không hiểu vấn đề này hắn không thể nào giải thích được trong nhận thức của hắn trên thế giới này rất chi là lạnh lẽo vô tình nhiều năm như thế rồi hắn đã gặp được vô số người nhưng mà có mấy người lương thiện chứ trong ấn tượng của hắn chỉ có một người đó là phong gia gia đó là vì Phong Gia Gia đã cứu được họ trong lúc vô tình, nên mới có sự quen biết và duyên phận kỳ diệu này. Nhưng mà hiện tại, lại xuất hiện một người đàn ông, hắn trên đường gặp sự bất bình nên rút dao tương trợ, giúp bọn họ thì không vấn đề gì, nhưng mà, độc của hắn chắc hẳn thật sự là một loại rất chi là hóc búa, dù sao thì tỷ tỷ của hắn đã tìm rất nhiều y sư rồi nhưng đều không có cách nào khác cả. Mà hắn, Dựa vào cái gì mà trong tình huống chẳng nhận được bất cứ lợi ích gì mà lại đi giúp họ chứ? Dương Thiên không hiểu. Chủ yếu là các nàng thật sự không thể cho hắn lợi ích gì được cả. Dương Hân Nhi cũng không hiểu được. Hoặc là Diệp công tử rất thích việc giúp người làm niềm vui. Dương Hân Nhi nghĩ tới bóng dáng soái khí đẹp trai kia thì có chút ngưỡng mộ nói. "Tỷ?" Dương Thiên vẫn muốn nhắc nhở Dương Hân Nhi một chút, nhưng mà hắn cũng không nói ra lời được suy cho cùng thì quả thật là hắn có ý tốt ít nhất thì biểu hiện bên ngoài là ý tốt đúng tại lúc này thì có mấy bóng dáng mang theo khí thế phừng phừng bước vào dẫn đầu là một vị lão giả các vị tiền bối có chuyện gì ư dương hân nhi nhìn thấy thế trận thế này thì có chút hoảng sợ vô thức đứng chặn trước người dương thiên người này ngươi từng thấy bao giờ chưa vị lão giả kia giơ một bức tranh chân dung ra đặt ở trước mặt dương hân nhi dương hân nhi vừa nhìn thì đã có thể nhận ra rồi mặc dù thế giới này không phải là một đại lục khoa học kỹ thuật cũng không có máy ảnh nhưng mà bức tranh chân dung này vẫn dễ dàng có thể nhận ra được một người nhất là dịp thiên dật đẹp trai như thế mặc dù bức tranh chân dung này đã làm cho sự đẹp trai của dịp thiên dật giảm đi rất nhiều rồi suy cho cùng thì sự đẹp trai của dịp thiên dật cũng không phải là thứ mà một bức tranh chân dung có thể vẽ ra được nhưng mà vẫn rất dễ nhận ra à có từng gặp rồi có chuyện gì sao Dương Hân Nhi vội vàng hỏi nàng không dám nói chưa từng gặp bởi vì có người biết nàng đã từng gặp rồi cho dù nàng có nói là chưa từng gặp thì nàng với Dương Thiên sẽ gặp nguy hiểm mà nàng nói nàng từng gặp rồi thì lại không có chuyện gì xảy ra cả có biết ở đâu không lão giả kia lại hỏi Dương Hân Nhi nói nhỏ hắn hắn tới đây may đồ sau đó có người tới gây sự nên hắn tiện tay giúp đỡ một chút, cũng chẳng quen biết gì cả, thế nên cũng không biết hắn ở đâu cả. Thật ra thì những lời của Dương Hân Nhi rất chi là thông minh. Bởi vì, rốt cuộc thì lúc đó nàng với Diệp Thiên Dật cùng nhau đi ra ngoài rồi lại đi vào, chắc chắn là đã có người nhìn thấy rồi, chỉ là không xác nhận được. Bọn họ có nhớ hay không mà thôi. Lỡ không may mà có người nhớ ra rồi nói toạc ra thì nàng với Dương Thiên chắc chắn sẽ có chuyện. Vậy có nghĩa là hắn còn quay lại lấy đồ hả? lão giả hỏi. à, không có, hắn, hắn 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 lúc sau lại không thích vật liệu với phong cách của quán nhỏ này, nên đã đi nơi khác rồi. tiểu nữ cũng không nhận được đơn đặt hàng của hắn. um, nếu như thấy hắn thì hãy liên lạc với người của cửu thiên tông. vâng, vâng, các vị tiền bối đi thông thả. sau khi bỏ họ rời đi thì dương hân nhi thở dài một hơi. cửu thiên tông nghe tới cái tên này trong lòng nàng rét lạnh cửu thiên tông trong mắt nàng chính là một nhân vật to lớn mà nàng hoàn toàn không thể chạm vào thậm chí còn có chút giống với sự tồn tại trong truyền thuyết tùy tiện lấy một người trong cửu thiên tông thì cũng là cường giả đỉnh cấp nhất là sự tồn tại mà chỉ cần giơ tay ra là có thể giết chết được rất nhiều người diệp công tử thế mà lại chọc phải loại nhân vật to lớn như thế này ư không được cần tìm cơ hội truyền tin tức này cho hắn biết mới được. Tiểu Thiên, ngươi ở đây không được ra ngoài, ta đi ra ngoài một chuyến." Dương Hân Nhi vội vàng nói. "Tỷ, cụ cụ." Dương Thiên ho hai tiếng rồi nói, hắn ở bên ngoài, khẳng định đã biết được việc này rồi, không cần tỷ phải nói với hắn. Dương Hân Nhi dừng lại. "Tam trưởng lão, nhìn biểu cảm của cô gái kia hoàn toàn giống như là biết được chút gì đó, chúng ta cứ đi như thế à?" sau khi mấy người cửu thiên tông đi ra thì có người không hiểu được nên hỏi lại mặc dù dương hân nhi nói như thế nhưng mà căn bản nàng không thoát khỏi pháp nhãn của mấy lão hồ ly này những thứ như ánh mắt sắc mặt của nàng hoàn toàn không che giấu được ước tính cô gái này nói cũng khá đủ rồi tên tiểu tử kia cứu nàng thế nên nàng mới báo đáp nên không nói ra tin tức gì nhưng mà người kia chắc có may y phục tại nhà nàng chúng ta trước hết không nên đánh rắn động cỏ cứ ôm cây đợi thỏ ở đây là được, đợi khi nào hắn tới đây thì bắt ngay lập tức. Đúng vậy, dù sao thì cảnh giới của hắn cũng không thấp, tin tức chúng ta muốn bắt hắn chắc chắn không được truyền ra bên ngoài, nếu không hắn chạy mất thì không dễ nữa rồi. Đợi đi. Diệp Thiên Giật đưa Tiểu Tử Nhi đi ăn một bữa no nê. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Thiên Giật đưa Tiểu Tử Nhi tới yêu tộc ở bên cạnh Vạn Yêu Lâm. Vạn Yêu Lâm đã bị nhân tộc dọn dẹp xong rồi. Mà Diệp Thiên Dật cũng không phải muốn tới nơi đó, chỉ là đi theo hướng đó mà thôi, hắn đi tìm kiếm một loại linh vật thiên địa. Tiểu Tử Nhi, ngươi giúp ta để ý một chút có loại hoa nào màu hồng, loại hoa này thông thường hay sống chung với các loại cỏ dại, mà lại tương đối thấp nữa, màu hồng có thể lộ ra bên ngoài hoàn toàn không nhiều lắm. Dạ dạ, tiểu Tử Nhi nhất định sẽ mở to mắt ra cẩn thận tìm kiếm. Diệp Thiên Dật cười cười xoa cái đầu nhỏ của nàng. Tiểu Tử Nhi lập tức nheo mắt lại cười như hình trăng lưỡi liềm, đáng yêu chết đi được. Nhưng mà ấy, Diệp Thiên Dật chưa bao giờ quên được sức lực của Tiểu Tử Nhi mạnh như thế nào. Trên thực tế thì độc của Dương Thiên thuộc về một loại âm độc, dùng dương lực mặc dù có chút hiệu quả, nhưng mà nhất định phải bốc thuốc đúng bệnh mới được. Linh vật thiên địa mà Diệp Thiên Dật muốn tìm là một loại hỏa linh hoa có phẩm chất không cao, đại khái khoảng địa giai mà thôi, nhưng mà chắc hẳn cũng rất khó tìm suy cho cùng thì nơi này cách khu vực sinh sống của con người quá gần nếu gặp được thì đã là may lắm rồi cũng may là những thứ để luyện chế đang dược khống chế kiểm soát độc của dương thiên cũng tương đối dễ tìm sau khi làm xong cái này thì khoảng mấy năm sau dịp thiên vật không cần quan tâm tới hắn nữa rồi đương nhiên rồi về phương diện này cũng không cần hắn quan tâm cứ như thế mà nửa ngày đã trôi qua dịp thiên vật chẳng thu hoạch được gì mà lại gặp được khá nhiều yêu thú thật sự là chẳng tìm được rồi. Diệp Thiên Dật tìm cả nửa ngày rồi mà chẳng thấy, hắn suy xét nếu như trong mảnh sâm lâm này mà không thể tìm thấy thì làm như thế nào, cả một sâm lâm lớn như thế này mà một đóa hoa cũng không có, hơn nữa chúng lại là loài sinh trưởng kiểu ẩn náu thì xem xem có thể đi đâu mua được chứ. Tiểu tử nhi đói rồi ư. Diệp Thiên Dật biến ra một cái đùi gà lớn đưa cho tiểu tử nhi. Cảm ơn đại ca ca, đại ca ca cũng ăn đi. Tiểu tử nhi đưa cho Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật cắn một miếng to. Hoa hoa. Tiểu tử nhi nhìn thấy cái miệng lớn của Diệp Thiên Dật thì há hốc hết cả mồm miệng lên, khuôn mặt mang theo sự sùng bái mà nhìn Diệp Thiên Dật. Miệng của đại ca ca thật là lợi hại nha. Diệp Thiên Dật. Lời này làm sao nghe vào tai lại cứ thấy sai sai thế nào ấy nhỉ, đi thôi. Đúng vào lúc này, có một bóng dáng từ bên trong sâm lâm chạy ra ngoài mà bóng dáng này nhìn giống một lão giả, trên lưng lão giả đang đeo một cái bao tải bình thường, thậm chí quần áo mặc trên người cũng có chút cảm giác rách nát, nhưng mà khi nhìn kỹ thì dường như cũng không bị rách mà chỉ là có chút sọc sệt, có chút bẩn thỉu mà thôi. Giống như một lão giả nhặt rác. Nhưng mà Diệp Thiên Dực biết, hắn chắc chắn không đơn giản là một lão giả nhặt rác, bởi vì đây là yêu tộc. Dưới thương sinh chi đồng thì Diệp Thiên Dực không thể nhìn rõ được cảnh giới của hắn thương sinh chi đồng này có thể nhìn được cảnh giới của người có cảnh giới cao hơn mình rất nhiều lần cụ thể khoảng cách là bao nhiêu thì dịp thiên dật không để ý tới bởi vì cảnh giới của dịp thiên dật vốn dĩ là tam hồn cảnh hắn thậm chí còn không nhìn được tu vi thái cổ cảnh vương cảnh vị thiếu hiệp này có cần mua thứ gì không lão giả sau khi nhìn thấy dịp thiên dật với tiểu tử nhi thì chủ động đi tới dịp thiên dật vẫn giữ cảnh giác cực lớn với hắn mua đồ à cái gì? Diệp Thiên Dật không hiểu ý của hắn lắm. Nếu như bình thường thì ba chữ mua hàng hóa rất dễ hiểu, nhưng mà dưới tình huống này, nhưng dưới tình huống này thì Diệp Thiên Dật cảm thấy ba chữ mua hàng hóa này của hắn còn có hàm ý khác, hoặc là hoàn toàn không chỉ đơn giản là mua hàng hóa. Sau đó lão giả kia mở cái bao tải ra, ánh sáng lấp lánh, một cái giống như giá gỗ mang phong cách cổ xưa xuất hiện ở nơi đó, bên trên còn có vô số hàng hóa gì đây dịp thiên vật bối rối luôn thiếu hiệp gặp được nhau là có duyên rồi nhìn xem có hứng thú với thứ gì không không đắt đâu dịp thiên vật không hiểu lão giả này rốt cuộc là thứ gì thương nhân à không phải một người có cảnh giới không thấp lại làm thương nhân đi bán đồ à có bệnh gì à tiền bối là thương nhân nhanh xem hàng đi có hứng thú không sau đó dịp thiên vật dời sự chú ý lên những thứ đồ ở trên cái giá kia các loại các kiểu có đan dược có những thứ giống như linh vật thiên địa có phù chú thậm chí có cả linh khí mỗi thứ hàng hóa đều được viết rõ tên và công hiệu của chúng ở phía dưới diệp thiên dật nhìn cái thứ nhất nhìn thấy là một cái lá màu xanh cực kỳ đơn giản sinh mệnh chi diệp là lá của sinh mệnh thần thụ có đầy đủ công hiệu chữa lành bệnh cực mạnh trong thiên hạ có thể giải bách độc có thể kéo dài tuổi thọ diệp thiên dật chỉ một phiến lá trên này lại chính là sinh mệnh chi diệp ư, cái này thì Diệp Thiên giật biết. Bao gồm cả sinh mệnh thần thụ, theo truyền thuyết thì khắp thiên hạ này chỉ có một cây sinh mệnh thần thụ duy nhất. Sinh mệnh thần thụ thuộc loại thần thụ cấp bậc trăm vạn năm. Nhưng vẫn cứ như thế mà không hóa thành hình người, về phần vì sao thì có thể tại vì việc bản thân hóa hình quá khó khăn. Có nhiều lúc khi thật sự quá trâu bò rồi thì ngược lại bọn họ muốn đạt được một trình độ nào đó thì lại càng khó khăn hơn. Một linh nhi và tỷ tỷ của nàng. Cũng không dễ nói. Điều này Diệp Thiên Dật cũng không thể xác định được. Mà sinh mệnh thần thụ này theo truyền thuyết là do sinh mệnh pháp tắc sinh ra. Sinh mệnh pháp tắc. Cái thứ trâu bò đó. Diệp Thiên Dật chưa từng xem xét tới sinh mệnh chi Diệp. Những vấn đề về sinh mệnh thần thụ này thì có muốn cũng vô dụng thôi chính là cực kỳ chấn động và kinh ngạc. Lão giả này quá trâu bò rồi. Mặc dù sinh mệnh chi diệp có thể chưa thuộc về trình độ có thể đặc biệt dọa người, nhưng mà chắc chắn thuộc về sự tồn tại trong truyền thuyết rồi. Nhưng mà hiện tại, Diệp Thiên Dật ngược lại lại càng tò mò hơn, sinh mệnh chi nhãn. Ở chỗ Diệp Thiên Dật, trong túi không gian vô hạn của Diệp Thiên Dật, chính là nơi mà một linh nhi với tỷ tỷ của nàng sinh sống, bao gồm cả mẹ hồ của bọn họ mà mẹ hồ của bọn họ lại được gọi là sinh mệnh chi nhãn. Sinh mệnh chi nhãn này chính là một sự tồn tại cực kỳ khoa trương, chính là năng lực chữa lành cực kỳ mạnh mẽ, liên quan tới sinh mệnh chi nhãn cũng đều trong truyền thuyết hết, sinh mệnh chi nhãn cũng không tránh khỏi có liên quan tới sinh mệnh pháp tắc. Sinh mệnh chi diệp này có thể chữa lành được mạng đà vũ độc không? Diệp Thiên giật hỏi. Hắn không phải có thể xác định được dù sao thì trong kiến thức của hắn dường như không có phương diện này. Mạng đà vũ độc à? Loại độc này không dễ chữa đâu, loại độc này liên quan tới người thứ ba nữa, không phải linh vật thiên địa có thể chữa được. Lão giả kia nói như thế. Diệp thiên giật gật gật đầu, điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Sinh mệnh chi diệp này. Giá bán là 100 vạn kim tệ. Kim tệ á. Diệp thiên giật nhìn lão giả này một cách kinh dị đúng rồi một trăm vạn kim tệ lão giả kia liên tục gật đầu tốc độ và tần suất của việc gật đầu này với cả sự thiết tha mong chờ trong mắt hắn thật sự là hắn rất chi là mong chờ là loại tiền tệ dùng để mua hàng kia à diệp thiên giật lại hỏi vì cái gì mà diệp thiên giật lại phải hỏi như thế dùng kim tệ để mua thứ này ư ừ, không phải ngươi đừng nói là thứ này cho dù chỉ là một viên đang dược lục giai thì bình thường cũng đã không thể dùng tiền để mua được mà là dùng linh vật thiên địa để đổi ví dụ như nguyên linh tinh có thể dùng để làm tài nguyên để tu luyện bởi vì những tài nguyên này đối với bọn họ thì rất có giá trị hơn nữa bọn họ cũng có thể dùng để đổi tiền tự chung lại tiền đối với những người này mà nói thì mãi mãi chỉ là một con số mà thôi bọn họ chắc chắn càng nguyện ý có thể dùng nguyên linh tinh để đổi thành tiền bất cứ lúc nào có thể chứ đừng nói tới lại là sinh mệnh chi dịp. Thế nên, Diệp Thiên Dật không nghĩ rằng đây là loại tiền mặt mua hàng hóa bình thường. Lão giả kia thấy Diệp Thiên Dật hỏi như thế thì cũng gật gật đầu. Đúng vậy. Kim tệ của đồ đằng chi địa, tiền mặt. Một trăm vạn. Diệp Thiên Dật. Một trăm vạn kim tệ. Một phiến lá sinh mệnh thần thụ. Một trăm vạn kim tệ cũng có thể mua một viên đan dược lục giai ư, mà giá trị của một phiến lá của sinh mệnh thần thụ còn cao gấp trăm, gấp nghìn lần, thậm chí còn nhiều lần hơn nữa đang dược lục giai. Thế này chắc chắn là được lời rồi. Thế nên, giá này thấp tới mức khiến Diệp Thiên Dật cảm thấy lão giả này là một tên lừa đảo, sinh mệnh chi dịp này là giả. Nhưng mà, đồ vật cũng đã bày ra trước mắt mình rồi, có phải là giả hay không thì trong lòng Diệp Thiên Dật cực kỳ rõ ràng. Phiến lá sinh mệnh chi diệp này so với một dọc sinh mệnh chi thủy trong sinh mệnh chi nhãn thì kém cả nghìn lần, vạn lần. Những cũng là bảo vật vô giá. Mua không? Lão giả kia hỏi. Để ta xem xét một lát. Sau đó Diệp Thiên Dật nhìn về phía những đồ vật khác của hắn. Đan dược, kém nhất cũng là cửu giai. Diệp Thiên Dật cực kỳ hiểu, những đan dược này đều là do hắn tự luyện chế, nhưng mà diệp thiên dược biết giá trị đằng sau những viên đan dược này mà giá của một viên đan dược cửu giai là một nghìn vạn kim tệ thế này thì người đừng nói luyện được một viên đan được cho dù chỉ là dược liệu chính của viên đan dược này thì cũng chính là linh vật thiên địa cấp thánh diệt rồi giá trị không thể nào ước tính được hơn nữa viên đan dược cửu giai này thật sự không nhất định có giá trị cao như sinh mệnh chi diệp mà sinh mệnh chi diệp mới có trăm vạn thôi đan dược thập giai, thập chuyển hoàng hồn đan. Diệp Thiên Dật hắn nhìn viên đan dược này, nhìn phát ngốc luôn. Đan dược cửu chuyển hoàng hồn đan, đan dược cửu giai đã là một loại đan dược cực kỳ mạnh, mà đan dược thập chuyển hoàng hồn đan thì thật sự là đan dược thập giai trên mặt ý nghĩa, gần như có ý nghĩa là thần đan rồi. Loại đan dược này cũng mạnh mẽ. Nó có công dụng hiệu quả gì? Đại khai chính là hiệu quả vô địch luôn. Dùng viên đan dược này xong, dưới tác dụng của nó thì tinh thần và thể xác của ngươi sẽ trở nên kiến cố vững chắc không thể phá nổi đang dược thập dai giá bán là một tỷ kim tệ xem ra một tỷ kim tệ là một con số cực kỳ lớn rồi khi so sánh thực tế với đang dược thập dai hoàn toàn không được xem là gì hết cả lôi thần chú phụ chú cấp thần hư có thể dán thần lôi xuống dưới phạm vi rộng hủy thiên diệt địa ôi chao ơi lôi thần chú Diệp Thiên Dật rất hết cả nước giải ra. Đối với Phù chú, Diệp Thiên Dật cũng hiểu sơ sơ, đôi thần chú này chính là loại đỉnh cao nhất ở phương diện phù chú này. Còn cụ thể sức mạnh của nó mạnh như thế nào, theo lời đồn thì chỉ cần một tờ này, dán ở đâu thì sợ là lực lượng đó sẽ có thể hủy diệt cả một tòa thành lớn. Mặc dù luôn nói là như thế, nhưng mà mỗi cường giả ở một cảnh giới nào đó chỉ cần giơ tay lên là có thể hủy diệt cả một thành trì lớn thì đều là nói cường điệu quá chỉ để thể hiện rõ cường giả đạt tới cảnh giới này rất mạnh mẽ trâu bò mà thôi ngươi sẽ phát hiện ra người ở bên dưới sẽ nói thiên đạo cảnh chỉ cần giơ tay lên thì có thể phá hủy một thành trì lớn sau đó người ở phía trên sẽ nói gì mà thần vương cảnh chỉ cần giơ tay lên là có thể phá hủy được một tòa thành sau đó lại biến thành thiên thần cảnh có thể phá hủy được một tòa thành sau đó thì lại thà chân thần cảnh có thể phá hủy được một tòa thành thần minh cảnh có thể phá hủy Thái cổ thần vương cảnh mới có thể phá hủy. Ngươi sẽ phát hiện ra, từ đầu tới cuối đều nói như thế hết, nhưng mà hình như từ trước tới nay chưa từng thấy có người nào từng phá hủy cả. Cho dù là thái cổ thần vương cảnh rất ít nhưng cũng không phải là cực kỳ ít, sao lại không thể gặp được chứ? Bởi vì ý, mạnh thì mạnh nhưng một thành to lớn như thế nào chứ? Dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thái cổ thần vương cảnh có thể làm được hơn nữa cũng không phải chỉ cần giơ tay lên là có thể mà còn phải sử dụng những đại chiêu. Mà lôi thần chú này tương đương với những đại chiêu của thái cổ thần vương cảnh, hơn nữa lại còn là những đại chiêu không ngừng tuôn ra, người nói có mạnh không, thứ này, Diệp Thiên Dật cực kỳ muốn. Có tác dụng đối với hắn. Con mẹ nó nữa chứ, tới lúc đó ai dám chọc hắn thì không cần biết tông môn của ngươi lớn như thế nào, chỉ cần một tờ phù chú này có thể dạy dỗ các người cách làm người mà chú này Diệp Thiên Dật không thể làm ra được, hắn thật sự là không làm ra được. Phong ngữ chú. Tứ tượng thần chi chú. Diệp Thiên Dật. Tứ tượng thần chi chú này cũng là một thứ cực kỳ trâu bò luôn. Phù chú cấp thánh diệt. Nó được phân chia cấp bậc giống như linh vật thiên địa, thánh diệt chính là cấp bậc cao nhất, cao hơn nữa được gọi là huyền thiên thánh khí. Tứ tượng thần chi chú này mới thật sự mang ý nghĩa là đỉnh cao chân chính hiệu quả như thế nào? Ứng dụng vào bản thân. Đây là một loại phù chú sử dụng cho chính bản thân mình, sức mạnh cực kỳ mạnh, khiến ngươi có thể sử dụng sức mạnh của cảnh giới cực kỳ cao trong một thời gian ngắn, thậm chí có thể có được sức mạnh thần chí cao. Điều đó còn cần phải xem xét về cấp bậc của tứ tượng thần chi chú rồi. Thứ này Diệp Thiên Dật cũng muốn. Có thứ này rồi thì bất cứ lúc nào Diệp Thiên Dật cũng có thể có được sức mạnh cực lớn. Một tờ Ba tỷ kim tệ. Rẻ. Quá rẻ. Long chi huyết, phượng chi huyết, kỳ lân chi huyết. Trừ cái này ra còn có một số đồ khác. Con mẹ nó nữa chứ, lão giả này rốt cuộc là người nào, đang dược cũng có, phù chú đỉnh cấp cũng có, còn có mấy thứ long chi huyết, phượng chi huyết. Này nữa chứ. Hắn từng giết long, rồi lại giết phượng à, thế. Diệp Thiên giật nghĩ không hiểu ở chỗ, những thứ này vốn dĩ đều là những bảo vật vô giá, không thể dùng bất cứ vật nào để có thể định giá được, lại càng không thể dùng tiền để mà định giá, thế mà hắn lại dùng tiền để định giá. Cái này, sau đó có một hàng đồ vật khiến Diệp Thiên Dật cảm thấy thú vị. Võ kỹ Có tâm pháp, có công pháp, có võ kỹ, có kiếm pháp, có thương pháp, có đao pháp. Phẩm cấp, cao một cách kỳ lạ. Long thần quyết Vải, tới cả long thần quyết của long tộc cũng có nữa. Không phải chứ, lão giả này rốt cuộc là người nào vậy? Rất nhiều nguyên nhân khiến Diệp Thiên giật tới thế giới này, tất cả mọi người tới thế giới này cũng chỉ là vì võ kỹ và công pháp đã thất truyền ở thế giới bên ngoài, nhưng khả năng cao lại xuất hiện ở đây. Mà võ kỹ, công pháp, đỉnh cấp ở trong này đều là những thứ được lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, chắc chắn là hết sức trâu bò mạnh mẽ. Tùy ý học một cái thì sau khi ra ngoài lực chiến cũng được tăng lên rất nhiều. Thế mà một đống lớn công pháp đang bày ra ở đây. Nhiều tới mức khiến Diệp Thiên Dật cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Mặc dù tuyệt đại đa số những thứ này đều không phù hợp với Diệp Thiên Dật, nhưng mà hắn nhất định phải có được. Đều muốn hết. Mặc dù giá trị của mỗi thứ đều cao, nhưng mà giá cả này so sánh với giá cả thật sự thì còn chẳng bằng một phần trăm triệu ấy chứ. Ngươi nói xem, Mấy tỷ kim tệ, so sánh với giá trị thật sự của tứ tượng thần chi chú thì có tính là gì chứ? Cho dù ngươi phải dùng mấy chục tỷ đổi lấy một tờ tứ tượng thần chi chú, thì chỉ cần là người có chút tiền thì chắc chắn sẽ đổi. Chắc chắn luôn. Sau đó lại là một hàng linh khí. Chết tiệt. Cái linh khí đầu tiên đập vào mắt. Yêu tâm, Diệp Thiên giật ngây ngẩn cả người. Cái tên trên đó chính là yêu tâm, mà yêu tâm ở chỗ dịp thiên vật là do yêu hậu đưa cho hắn yêu tâm này với yêu tâm mà yêu hậu đưa cho hắn không giống nhau lắm hình dáng khí thế gì gì đó đều không giống nhau lắm nhưng mà sau đó dịp thiên vật hỏi ta có thể thử một chút được không nếu muốn thử thì ngươi phải mua dịp thiên vật gật đầu đương nhiên rồi thế thì thử đi dịp thiên vật cầm chắc lấy yêu tâm kia cảm giác này soạt Hắn đột nhiên chém mạnh một cái, mặt đất bị chém nứt ra một khoảng dài tới mức vượt xa cả tầm nhìn. Đây là Yêu Tâm. Là Yêu Tâm cấp bậc Huyền Thiên Thánh khí. Ôi trời ạ, à, Diệp Thiên giật ngu ngơ hết cả người. Yêu Tâm là sự tồn tại xếp hạng thứ 9 Huyền Thiên Thánh khí ở thế giới bên ngoài, cho dù là ở thần vực thì cũng đều liều mạng mà tranh đoạt, nếu không phải do Yêu Hậu đủ mạnh, bối cảnh đủ cứng thì Yêu Tâm này làm sao có thể ở trong tay Yêu Hậu được chứ? mà cho dù trong tay Diệp Thiên Dật có yêu tâm thì hắn cũng không dám lấy ra, bởi vì một khi khiến người khác biết được yêu tâm nằm trong tay hắn, thì cho dù Diệp Thiên Dật có hệ thống thì hắn cũng sẽ không ngăn cản được sự đuổi giết, ám sát của cả đại lục. Sau đó, yêu tâm này lại bị bán ra. Giá cả: 200 tỷ kim tệ. Diệp Thiên Dật nếu như ở bên ngoài mà ngươi cần 200 tỷ kim tệ đòi mua yêu tâm thì chắc chắn là ngươi bị điên rồi. Cho dù có 2.000 tỷ, 20.000 tỷ kim tệ thì cũng không thể nào mua được, căn bản là không thể dùng tiền mà định giá thứ này được. Mà, trong này lại rẻ tới như thế. Dọa dạ chết người ta rồi. Yêu tâm, là linh khí cực mạnh, có yêu hồn của yêu thú cực mạnh ở trong đó, thật ra thì yêu hồn của yêu thú không giống nhau thì có thể mang lại sức mạnh không giống nhau cho yêu tâm thế nên yêu tâm thật sự không thể nói là một thanh linh khí được mà là một loại linh khí các phương pháp chế tạo nguyên liệu cùng cấp bậc những yêu hồn không giống nhau nhưng lại mạnh mẽ như nhau những linh khí này được gọi là yêu tâm nhưng mà sức mạnh lại không giống nhau cũng thật là lợi hại tiểu gia hỏa mua không lão giả kia nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của dịp thiên vật sau đó lại có chút không vui mà nói cảm thấy tiểu tử này không mua nổi nếu như không mua được thì hắn cũng không muốn tốn thời gian nữa mua đương nhiên là mua rồi để ta xem hết trước đã lão phu không có nhiều thời gian cho ngươi xem thế đâu lão giả kia nói xong thì thu thập đồ đạc lại lão phu còn phải đi tìm một người ngươi đã quá giờ mất rồi sau đó dịp thiên dật vội vàng nói ta mua hết lão giả đang chuẩn bị thu dọn sạp hàng vào thì lập tức dừng động tác lại thật hả lão giả lé mắt nhìn dịp thiên dật có chút không thể tin nổi nhưng mà từ giọng điệu của hắn từ ánh mắt của hắn thì có thể nhìn ra được hắn cũng hy vọng dịp thiên dật có thể mua hết những thứ đồ này của hắn đương nhiên rồi dịp thiên dật cũng không thể xác định có thể hay không nhưng mà hắn chắc chắn phải nói như thế bởi vì hắn đều cần những thứ này. Chỉ là vấn đề tiền có đủ hay không mà thôi. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi có thể mua hết toàn bộ những thứ này, thì lão phu có thể đợi. Diệp Thiên giật gật gật đầu, lực chú ý đặt lên trên linh khí nằm bên cạnh yêu tâm. Sinh tử kỳ, bên trong chứa đựng bàn cờ thiên địa, do đại năng sáng tạo ra, kéo hai người vào trong sinh tử kỳ tiến hành đánh cờ, người thắng sống, người thua chết, không ai có thể thoát ra khỏi sức mạnh của Sinh Tử Kỳ. Diệp Thiên Dật. Cái này, cái này, cái này, cái này. Đây là lời giới thiệu về Sinh Tử Kỳ, hắn biết ngay mà, chắc chắn là linh khí cấp bậc Huyền Thiên Thánh khí mà. Hơn nữa vừa xem giá cả thì thấy là 500 tỷ kim tệ. Mà giá này thật sự là đắt hơn so với yêu tâm, đắt hơn rất nhiều. Thế nên Sinh Tử Kỳ này thật sự rất trâu bò mà lời giới thiệu này, Diệp Thiên Dật cũng cảm thấy khá được đấy. Hai người bị ép buộc bước vào bên trong sinh tử kỳ để đánh cờ, người thắng thì sống, kẻ thua lại phải chết, không cần biết là cảnh giới nào cũng không thể thoát ra được. Ý đó chính là, thần chí cao khi vào đó mà đánh thua thì cũng sẽ chết ư, nhưng mà thứ này trâu bò thì trâu bò thật, nhưng nếu như người không giỏi chơi cờ mà cầm linh khí này thì thật sự chẳng có tác dụng gì cả, chẳng khác nào tự đưa bản thân vào chỗ chết mà thôi, nhưng nếu như ở trong tay một đại sư tinh thông cao thủ cờ vua thì thật là quá đỉnh. Hỏa Linh Châu Diệp Thiên Giật nhìn thấy một viên châu màu hồng. Ôi trời, Hỏa Linh Châu ư. Hai mắt Diệp Thiên Giật trợn trừng lên. Không phải chứ, lão giả này rốt cuộc là nhân vật nào chứ, cái này chắc chắn là Hỏa Linh Châu chứ, tiền bối, Hỏa Linh Châu này. Đương nhiên là thật rồi, ngươi có mua không? Diệp Thiên Giật thế này cũng quá khoa trương rồi nhỉ, Diệp Thiên Dật dám nói, trên thế thế này với bất cứ một người nào ở bên ngoài, cho dù là người mạnh nhất thần vực, hay là nguyệt thần của nguyệt thần cung, thì trong tay họ cũng không thể nào có được những thứ đang bày ra trước mặt Diệp Thiên Dật này, bao gồm những đồ vật cùng cấp bậc. Có thể có tình cờ gặp một hai lần, nhưng chắc chắn sẽ không phải là toàn bộ cấp bậc này. Hỏa Linh Châu là gì? Trên đại lục này có mấy loại châu là những thứ cực mạnh trên thế gian. Diệp Thiên Dật cũng không hiểu nhiều lắm về phương diện này, nhưng mà hắn nghe nói, Linh Châu này là thần vật, chính là nói là những đồ vật do thần đưa tới, loại đồ vật này không thể so sánh với pháp tắc, nhưng mà có định vị gần giống với pháp tắc. Một nghìn tỷ kim tệ. Diệp Thiên Dật. Không phải chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia. Nhìn gì mà nhìn. Tiền đâu? Hắn giơ tay ra. Diệp Thiên Dật. Tiền bối, Ngươi rốt cuộc là ai thế? Những thứ này, ta đều nghi ngờ là giả đó. Ngươi không biết lão phu là ai à? Lão giả nhìn Diệp Thiên giật bằng ánh mắt kinh dị. Diệp Thiên giật lắc đầu. Tiểu Tử Nhi biết, tiểu tử Nhi biết là lão gia gia râu dài. Tiểu Tử Nhi ngọt ngào vui vẻ nói. Đúng, lão phu chính là lão gia gia râu dài. Lão giả kia sờ sờ bộ râu dài của chính mình nói. Hi hi hi. Tiểu tử nhi cười một cách vui vẻ. Đặc biệt ngây ngô. Diệp thiên giật. Không phải, lão giả này không phải là người yêu trẻ con chứ. Thế mà lại thừa nhận lời nói của tiểu tử nhi nữa chứ. Thật là không đáng tin. Nhưng mà, những thứ này. Bởi vì, ngay trước mặt Diệp Thiên Dật có một sức mạnh cực lớn đang khống chế những sức mạnh tới từ những đồ vật này, trong trường hợp bình thường thì chỉ cần có hỏa linh châu ở nơi nào thì phạm vi xung quanh có thể sẽ trở thành thế giới của ngọn lửa trong chốc lát rồi. Viên hỏa linh châu này, trong tình huống bình thường, thì Diệp Thiên Dật thậm chí còn chẳng có tư cách lấy được, cho dù hỏa linh châu có ở ngay trước mắt hắn thì Diệp Thiên Dật cũng chẳng thể nào làm gì được nó. Nhưng mà, những thứ này đều xuất hiện trước mặt hắn rồi, hắn có thể bỏ qua ư, cho dù diệp thiên vật có phải đập nồi bán sắt thì hắn cũng nhất định phải có được thứ này trong tay chỉ cần ngươi coi hỏa linh châu như pháp tắc là được rồi đại khái thì dù sao cũng là một đạo lý khắp cả thiên hạ cũng chỉ có duy nhất một viên thôi còn không phải rất trâu bò mạnh mẽ à ngươi nói xem những thứ như thế đã xuất hiện trước mặt mình rồi còn có thể bỏ qua ư diệp thiên vật không hiểu lão giả này rốt cuộc là đang muốn làm gì dù sao thì trong nhận thức của diệp thiên vật cũng không thể tồn tại người như thế có lẽ có, đỉnh chóp của đỉnh chóp, nhưng mà chắc chắn sẽ không có ai bán những thứ này hết, hơn nữa lại bán với giá rẻ như cho thế này. Huyền Thiên độc khí. Diệp Thiên Dật nhìn thấy Huyền Thiên độc khí. Đã có Huyền Thiên thánh khí thì đương nhiên là cũng có Huyền Thiên độc khí rồi. Thật ra cái gọi là Huyền Thiên độc khí chỉ là vì quá mạnh, quá trọng lớn mà sau này đại lục đánh giá cấp bậc, những đánh giá mạnh nhất gồm có thập đại Huyền Thiên thánh khí và thập đại Huyền Thiên độc khí mà những thứ này, trên cơ bản đều là những thứ được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ, thời kỳ thượng cổ thì những tồn tại với cấp bậc như thế này chắc chắn là rất nhiều, chỉ là hiện tại đều không còn nữa. Mà ở trong này, có rất nhiều thứ mà ở thế giới bên ngoài chưa từng nghe nói tới, sau đó so sánh cái đẹp linh khí cấp bậc của huyền thiên thánh khí thì chính là chuyện hợp tình hợp lý. Ví dụ như sinh tử kỳ này. Ngươi lấy ra ngoài, thì nó chắc chắn sẽ đứng trong top 10 huyền thiên thánh khí thậm chí có thể tồn tại còn mạnh mẽ hơn sơ với vị trí thứ nhất trong danh sách huyền thiên thánh khí ở thế giới bên ngoài bao gồm cả huyền thiên độc khí chỉ là không biết mà thôi trừ những cái này ra thì còn có một số thứ lọt vào mắt của diệp thiên dật chính là một số dược liệu khiến hắn cực kỳ kích động các loại tinh thạch linh tinh thật là khoa trương quá đi những một đống liền giá trị của những thứ này đều rất cao diệp thiên dật chắc chắn sẽ không buông bỏ thứ nào hết cả tiền bối ngươi đợi ta một lát ta đi lấy tiền lấy tiền tới đây tất cả những thứ này ta đều mua hết dịp thiên dật nói với lão giả kia như thế hiện tại dịp thiên dật chỉ lo lão giả này sẽ không đợi hắn thôi lão giả kia do dự một chút bao lâu chắc hẳn sẽ rất nhanh thôi tóm lại tất cả những thứ này ta đều muốn mỗi thứ đều là những vật quý giá ta không thể nào không lo lắng ngươi nóng lòng quá mà bỏ đi chứ ta cực kỳ lo lắng thế nên ta sẽ đi cực kỳ nhanh. Lão giả kia cũng gật đầu. Được, thế thì lão phu sẽ chờ ngươi một lát. Diệp thiên giật gật gật đầu, đột nhiên nghĩ tới gì đó. Tiền bối, lấy vật đổi vật có được không? Thần Long chi huyết cấp bậc thần chí cao. Lão giả kia lắc đầu, không, chỉ cần kim tệ thôi. Diệp thiên giật. Thế nên diệp thiên giật hoàn toàn không cách nào lý giải nổi nữa. Kim tệ, thứ đồ vật là tiền này đối với những cường giả này thì có ý nghĩa gì chứ không hiểu nổi tiền bối ngươi đợi ta nhé sau đó diệp thiên giật mang theo tiểu tử nhi giải phóng không gian thuộc tính của mình hai người biến mất tại chỗ sau đó lão giả kia ngồi lên một hòn đá ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật ở bên kia diệp thiên giật lại quay lại thành trường thiên những kim tệ này khi so sánh với những bảo vật kia thì chẳng có gì đáng để nhắc tới cả nhưng mà trong thời gian ngắn có thể gom hơn ngàn tỷ kim tệ thì ở những nơi khác cũng chả phải vấn đề gì đáng nói nhưng mà ở nơi như thành trường thiên này thì thật sự là có độ khó cực cao đó diệp thiên vật đều muốn mua hết hắn đều muốn hết tất cả những đồ vật kia hơn nữa cũng đã đồng ý với lão giả rồi cho dù diệp thiên vật không có nhiều tiền như thế thì chắc chắn hắn cũng phải mua hết chúng đúng không mà diệp thiên vật cũng có tư cách có thể kiếm được số tiền khổng lồ đó trong thời gian ngắn điều lo lắng duy nhất đó là những thế lực ở gần thành trường thiên này không lấy được tiền ra mà thôi. Thử chút xem sao. Diệp Thiên giật tới quán trọ trước kia khi tới thành trường thiên, lại gọi tiểu nhị lúc trước ra. Thiếu hiệp, có gì căn dặn à? Tiểu nhị kia mang cho Diệp Thiên giật một ấm trà miễn phí, rồi rót cho Diệp Thiên giật một cốc. Hỏi chút này, thế lực nào ở gần thành trường thiên có thể nhanh chóng lấy ra được một số tiền cực lớn? Diệp Thiên giật hỏi. Nếu như Thiếu Hiệp đã hỏi như thế thì đương nhiên là hai thế lực cấp bậc hoàn cấp rồi. Diệp Thiên giật lắc đầu, không được, xa quá. Hai thế lực lớn đó quả thật là nằm ở gần thành Trường Thiên, nhưng mà cái gọi là nằm ở gần kia thật sự không thể tính là gần được, hơn nữa lại còn lộn xộn nữa. Ngươi nghĩ mà xem, đi tới đó rồi, sau đó còn chờ đệ tử bẩm báo một chút, điều này tốn bao nhiêu thời gian chứ, tốt nhất là có thể gặp gỡ trực tiếp rồi lấy tiền đi ấy thế thì ngũ nguyệt thương hội rồi tiểu nhị nói ngũ nguyệt thương hội à đúng rồi thưa thiếu hiệp ngũ nguyệt thương hội là chuỗi mắt xích thương hội lớn nhất trên cả đại lục này có nguồn vốn và thế lực cực mạnh chống lưng cho trên cơ bản tại mỗi tòa thành đều có những chi nhánh của ngũ nguyệt thương hội thành trường thiên chúng ta đương nhiên cũng không ngoại lệ có thể cực kỳ dễ dàng tìm thấy những đồ vật quý giá ở nơi này nếu như thiếu hiệp có đủ vốn thấm chí có thể nhờ ngũ nguyệt thương hội giúp đỡ tìm kiếm cũng được. Diệp Thiên giật gật gật đầu, sau đó ném một cái túi nhỏ ra, bên trong có mấy chục kim tệ, mấy chục kim tệ này là chi phí sinh hoạt cho người bình thường từ nửa năm tới một năm. Đa tạ, đa tạ thiếu hiệp. Tiểu nhị kia lập tức cúi đầu không người nói cảm ơn. Ngũ nguyệt thương hội. Diệp Thiên giật đưa tiểu tử nhi rời khỏi quán trọ, rồi đi về phía ngũ nguyệt thương hội. Rất nhanh sau đó, ánh mắt của Diệp Thiên Dật đã nhìn thấy một tòa nhà bắt mắt nhất cả tòa thành, một tòa nhà cao tầng. Loại nhà cao tầng này đương nhiên không phải là loại nhà hiện đại hóa như ở bên ngoài, nhưng mà trên thế giới như thế này mà có thể tạo ra một tòa nhà cao tầng cao như thế thì xem ra thật sự rất uy nghiêm. Ngũ Nguyệt Thương Hội. Diệp Thiên Dật ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn chữ màu vàng kim cực lớn kia, vừa nhìn là đã có cảm giác có tiền rồi. Ngũ Nguyệt Thương Hội này chỉ có một chi nhanh thôi mà đã có chữ viết tay của tòa nhà cực lớn của cả thành trường thiên này rồi, quả thật là không tồi. Diệp Thiên giật đưa tiểu Tử Nhi bước vào tầng 1. Cả tầng 1 là một không gian cực kỳ rộng lớn, thậm chí còn lớn tới mức có chút trống trải mênh mông. Có nhiều người tập trung ở nơi này, có rất nhiều quầy hàng, bên trong cũng đặt rất nhiều các loại đồ vật khao. Thật lợi hại, thế này còn không giống với trung tâm thương mại ở bên ngoài sao? Có loại cảm giác này hơn nữa Diệp Thiên Dật còn biết rõ, chắc chắn không chỉ đơn giản là trung tâm thương mại như thế đâu. Tầng một đơn giản chỉ là các loại linh khí, đan dược, thậm chí là đan dược tam giai. Người có thể cảm thấy là đan dược tam giai là loại rác rưởi, nhưng mà thật sự bởi vì những đan dược trong tay Diệp Thiên Dật quá trâu bò rồi, giá trị của đan dược tam giai cũng cực cao, giống như lúc còn ở hạ vị diện, ở đế quốc Huyền Thiên trước đây Diệp Thiên Dật ở vậy, giá trị thật sự của đan dược tam giai rất cao nó lại được buôn bán ở đây, thật là quá lợi hại rồi. Đại ca ca, kẹo kìa. Tiểu tử nhi chỉ vào đang dược ở bên trong. Diệp thiên giật cười cười. Muốn ăn à, nhìn thấy sự ao ước trong mắt tiểu tử nhi, sau đó diệp thiên giật lấy một cái bình từ trong chiếc túi ra đưa cho tiểu tử nhi. Trong đó đều là đang dược lục dai. Ăn đi. qua hoa, hoa, cảm ơn đại ca ca. Nhàm nhàm sau đó nàng ôm lấy dịp thiên dật cực kỳ khó khăn hôn lên má dịp thiên dật một cái dịp thiên dật nhanh chóng bước về phía quầy hàng giúp ta liên hệ với người quản lý cao nhất của ngũ nguyệt thương hội các người một chút em gái kia ngẩng đầu nhìn dịp thiên dật trong khoảnh khắc đó thì bị sự đẹp trai của dịp thiên dật làm cho giật hết cả mình nàng vô thức muốn liên hệ rồi nhưng mà ngay sau đó thì lý trí đã khiến nàng thức tỉnh thật xin lỗi vị công tử này ngươi có chuyện gì sao? Có thể nói trước với ta. Diệp Thiên Giật nói, bán cho các người một thứ cực kỳ quý giá. Xin hỏi, là gì thế? Ta cần báo lên mới được, mong ngươi hiểu cho. Long huyết. Diệp Thiên Giật nói, mọi người, có rất nhiều người đang đi dạo mua sắm hàng hóa ở xung quanh, nghe thấy lời của Diệp Thiên Giật thì nhao nhác đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Giật. Chết tiệt, Long huyết ư. Quá trâu bò rồi, trong tay hắn có long huyết. Cho dù là long huyết bình thường thì giá trị cũng cực kỳ cao rồi nhỉ. Nhưng mà, đó chỉ là long huyết, chắc hẳn không tới mức phải kinh động tới tầng lớp cao của ngũ nguyệt thương hội đâu nhỉ. Ngũ nguyệt thương hội này cũng rất lợi hại, những tầng lớp cao của thành trường thiên này cũng có cảnh giới chắc chắn không thấp. Cho dù ngươi có thế lực hoàn cấp thì cũng muốn nói chuyện hợp tác với thương hội của bọn họ, thậm chí sẽ chủ động tới tìm để nói chuyện hợp tác. "Công tử, Long huyết cấp bậc là gì?" Vị mỹ nữ kia cũng rất khó xử, nếu như cấp bậc không cao cũng không tới mức kinh động tới người quản lý cấp cao nhất là hội trưởng hoặc là phó hội trưởng. "Thần Long chi huyết." "Mọi người." Khoảnh khắc đó, không khí xung quanh trực tiếp ngưng động lại. Dường như lúc này mỗi một người cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân mình và tiếng thở bên tai mà thôi người con gái đang ngồi ở chỗ kia cũng ngây ngốc cả người thần long chi huyết ư thần long chi huyết là gì cái gọi là thần long chi huyết là tinh huyết của những long tộc có cảnh giới bán thần và trên bán thần mà long tộc cấp bậc bán thần về cơ bản là sự tồn tại vô địch kỳ thật đừng nói là bán thần cho dù là long tộc minh cảnh thì một người là thái cổ thần vương cảnh cũng không thể đánh lại đây chính là rồng chủ yếu là Tinh huyết của rồng quá tuyệt vời cho sự nâng cấp và trợ giúp mọi người, hơn nữa cốt yếu là rất khó có được, cho dù ngươi muốn đi săn giết rồng cảnh giới thấp, ngươi cũng không dám, đừng nói ngươi, cả nhân tộc cũng không dám làm chuyện này, trừ phi muốn chọc giận long tộc, mà khi long tộc giận dữ, sự việc sẽ rất lớn. Cho nên, long huyết, hơn nữa còn là thần long chi huyết, trên toàn bộ đại lục đều không thể có, bởi vậy vô cùng đáng giá. Được, xin ngươi chờ một chút. Cô gái kia nhanh chóng rời đi. Những người khác nhìn Diệp Thiên Dật với ánh mắt đặc biệt. Đây rốt cuộc là ai vậy, trong tay lại có Thần Long chi huyết, vậy tại sao hắn không sử dụng chứ, hắn muốn dùng Thần Long chi huyết tới nơi này đổi vật gì khác sao, thế nhưng, đổi thứ gì có thể tốt hơn Thần Long chi huyết được chứ? Tầng cao nhất của Ngũ Nguyệt Thương hội. Trong một phòng, vài người ở đây đang thương thảo điều gì đó. Dựa theo ý của cấp trên, Ngũ Nguyệt Thương Hội phải tăng cường kiểm soát sức mạnh đối với các thành trì, thành trường thiên chúng ta cũng vậy, các ngươi đi thực hiện đi. Hội trưởng, nếu muốn thực hiện, cần một số thủ đoạn, hơn nữa, bên cạnh còn có hai thế lực hoàn cấp, có chút khó khăn. Một tên đàn ông nói. Khó khăn. Ngũ Nguyệt Thương Hội của các thành trì khác tại sao có thể làm được? Chúng ta tại sao lại không thể? Từ từ sẽ được, không cần phải mong muốn thành công ngay có thể làm được là được. Vâng. Còn nữa, Tổng hội trưởng đại nhân gần đây thị sát ngũ nguyệt thương hội tại các thành trì, cũng nhất định sẽ tới thành trường thiên chúng ta. Hội trưởng phân hội ngũ nguyệt thương hội nói. Cụ thể là khi nào? Cái này thì bản hội trưởng cũng không rõ, có thể là mấy ngày tới, có thể là nửa tháng tới, cũng có thể là một tháng tới, điều này phải xem tiến độ của Tổng hội trưởng đại nhân, hơn nữa dựa theo tin tức trước mắt, Tổng hội trưởng có thể sẽ lén tới thị sát, cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi đều phải chú ý một chút cho ta." Hội trưởng nói. "Yên tâm đi hội trưởng, chính là Ngươi bên này cũng phải chú ý một chút, công trạng của thương hội chúng ta có hơi kém, có thể đến lúc đó tổng hội trưởng đại nhân sẽ khởi binh hỏi tội." Hai. Hội trưởng cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cũng không có cách nào, một bên khác của thành Trường Thiên chính là dựa vào yêu tộc tứ ừ phía các thương hội đều là thành, giao dịch lui tới rất nhiều, hơn nữa cường giả bên kia mạnh hơn, hắn cảm giác rằng phân hội này sắp bị vứt bỏ rồi. Cộc cộc cộc, lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Vào đi. Sau đó cô gái kia thở hồng hộc đi đến. Có chuyện gì vội vã như thế? Bọn họ lộ vẻ mặt không vui. Đùng nói là tổng hội trưởng đại nhân đến chứ. Có người đột nhiên nghĩ đến. Hả, bọn họ nhất thời luống cuốn. Không, không phải. Hội trưởng đại nhân là có người đến bán đồ. Bán cái gì mà kinh hoảng như thế? Hội trưởng nghe được không phải là nguyên nhân này, thở dài nhẹ nhõm. Sau đó hắn nâng chung trà lên ngửa đầu chuẩn bị uống một ngụm. Thần Long chi huyết. Phục, hắn trực tiếp phun trà ra ngoài, phun lên hết mặt của người đàn ông trẻ tuổi kia, thậm chí còn giống như có một sức giật, hắn lùi về sau một bước hội trưởng người đàn ông kia không ngừng lau nước trên mặt hội trưởng không để ý đến hắn cái gì hắn vừa chùi nước trên miệng vừa trừng to mắt nhìn cô gái kia đúng vậy là hắn nói như vậy nhanh dẫn hắn vào đây trước vâng hội trưởng kia ngồi xuống hội trưởng thần long chi huyết đây chẳng phải là khoa trương quá rồi sao có thần long chi huyết chính mình không cần mà lại đến bán cho Ngũ Nguyệt thương hội chúng ta. Cho dù bán đi, tại sao lại muốn tới cái phân hội nhỏ này của chúng ta bán chứ? Ta cảm giác không đơn giản như vậy. Hội trưởng Trầm Ngâm nói, cũng có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như hắn không dám đi, trong tay dù sao cũng đang cầm củ khoai lang nóng bỏng tay. Thần long chi huyết, cả đời này lão phu còn chưa từng thấy qua thần long chi huyết, nếu tin tức truyền ra ngoài, sẽ làm chấn động rất lớn, vừa đúng lúc tổng hội trưởng đại nhân sắp đến rồi, nếu như là thần long chi huyết thật, tất nhiên có thể làm giảm bớt sự xấu hổ của thương hội chúng ta. Ta chính là lo lắng, chúng ta khó có đồ vật tương ứng để trao đổi. Bọn họ trong tiềm thức cũng cho rằng, Diệp Thiên giật dùng thần long chi huyết là để trao đổi bảo vật. Cũng không tiện nói, có thể hắn đến thương hội chúng ta cũng là bởi vì nhìn trúng thứ gì đó ở thương hội chúng ta. Rất nhanh Diệp Thiên Dật đã được đưa đến. Hội trưởng, người đến rồi. Mau mời vào. Hội trưởng tự mình đứng lên đi tới cửa nghênh đón Diệp Thiên Dật. Giống như Diệp Thiên Dật, mặc dù đến chỗ bọn họ là để bán đồ, nhưng chính là khách quý ở đây, thương hội có thể nhờ vào đồ vật lợi hại này để kiếm lời càng nhiều, còn có nhiều sự chú ý hơn. Dọc thần long chi huyết này, rất lợi hại, hội trưởng kia nhìn thấy tướng mạo của Diệp Thiên Dật liền biết, người này bất phàm, Diệp Thiên Dật ôm một quyền, ngồi xuống đi. Hội trưởng tự mình tiếp đãi Diệp Thiên Dật. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng. Sau đó hắn vừa rót trà cho Diệp Thiên Dật vừa nói, các hạ là từ Đại Lục bên ngoài tới sao? Đúng vậy. Đây chính là tuổi trẻ tài cao. Hắn đặt trà ở trước mặt Diệp Thiên Dật, sau đó mỉm cười ngồi đối diện với Diệp Thiên Dật, đi thẳng vào vấn đề chính, nghe nói thiếu hiệp có thần long chi huyết muốn bán bởi vì Diệp Thiên Dật đang rất gấp, nên trực tiếp vươn tay ra. Một giọt tinh huyết trên người Thiên Ngự Thanh Long trước đó ngưng tụ tại lòng bàn tay, lúc đó, Diệp Thiên Dật rót rất nhiều long huyết, nhưng long huyết là long huyết, tinh huyết là tinh huyết, mặc dù long huyết của thần chí cao rất trân quý, nhưng tinh huyết mới là quý nhất. Nói đơn giản, nếu một giọt long huyết này của Diệp Thiên Dật có thể bán 100 kim tệ, như vậy một giọt tinh huyết có thể bán 100 vạn kim tệ, cái này đương nhiên không phải tinh huyết, nhưng cho dù là long huyết chắc chắn cũng khiến bọn họ hưng phấn cái này hội trưởng kia trừng to mắt nhìn giọt máu trước mắt kia chính là thần long chi huyết của cấp bậc thần chí cao hắn nuốt nước miếng thế lực này cho dù là một giọt máu hắn cũng có thể cảm nhận được sức ép từ giọt máu kia truyền đến hắn dù sao cũng không thể ngờ đây lại thật sự là thần long chi huyết của thần chí cao trời ạ à, trên đại lục này dường như chưa từng xuất hiện thần long chi huyết của thần chí cao, ngươi có thể tưởng tượng không? Một giọt máu này khoa trương đến cỡ nào, Diệp Thiên Dật cũng biết rất mạnh mẽ, hắn muốn luyện hóa, nhưng cảnh giới bây giờ vẫn là cách biệt quá xa, quá nguy hiểm, hắn sẽ nổ tung mà chết. Về phần tinh huyết, Diệp Thiên Dật không nở lấy ra. Không cần thiết, đúng vậy. Diệp Thiên Dật gật đầu. Tùng ụt, hắn lại nuốt nước miếng. Cho dù không phải tinh huyết Giọt máu này cũng có thể khiến cho người có cảnh giới thái cổ thần vương cảnh trở xuống tăng lên, thậm chí đột phá đến thái cổ thần vương cảnh, sự tăng lên về phương diện thể phách mới là khoa trương nhất, còn nếu là tinh huyết, vậy khả năng thái cổ thần vương cảnh đều có thể tăng lên một giai. Đúng vậy, một giọt tinh huyết thật sự lớn mạnh như vậy, có người, bị kẹt ở thái cổ thần vương cảnh nhị giai mấy ngàn năm, không thể tăng cấp đến thái cổ thần vương cảnh tam giai, chỉ cần một giọt tinh huyết này là được rồi chủ yếu là hiệu quả quan trọng nhất của long huyết hiệu quả được ưa thích nhất là có thể làm cho cường độ thể phách và cường độ sức mạnh tăng lên rất nhiều cho dù ngươi không coi trọng thể phách cũng chắc chắn coi trọng sức mạnh mà loại thuộc tính tăng lên vĩnh cửu này chính là khó đạt được nhất quan trọng là tăng lên rất nhiều các hạ dọc thần long chi huyết này ngươi muốn đổi cái gì hội trưởng kia lấy lại tinh thần sau đó chăm chú nhìn về phía dịp thiên dật ngươi xem đáng giá bao nhiêu tiền Diệp Thiên giật hỏi. Dọc thần long chi huyết này. Nói thật, các hạ, nói vài câu thật lòng với ngươi, bởi vì đại lục từ xưa đến nay dường như không có vật như vậy, thần long chi huyết của thần chí cao, định giá thật sự là không định được, đối với nguyên linh tinh mà nói ít nhất phải dựa vào mạch của nguyên linh tinh mà tính, ngươi xem, ngươi muốn bao nhiêu. Cái ta nói chính là tiền. Diệp Thiên giật nói. Hả? Cả người hội trưởng chết lặng. Chắc hạ, ý của ngươi là Lão Phu có chút không hiểu rõ Chính là kim tệ Diệp Thiên Giật nói Hội trưởng Hắn hoàn toàn chết lặng Tiền, hắn vừa rồi còn tưởng rằng tiền mà Diệp Thiên Giật nói là nguyên linh tinh Bởi vì cái gọi là, tiền tệ, để mua mấy thứ như linh khí thường là dùng nguyên linh tinh Nguyên linh tinh có thể hấp thu luyện hóa tu luyện, một thế lực có mạnh mẽ hay không kỳ thật bọn họ nắm giữ bao nhiêu nguyên linh tinh trong tay nguyên linh tinh mạch cấp bậc nguyên linh tinh có quan hệ trực tiếp nhưng hắn thực sự không nghĩ ra tiền cũng là thứ tiền tệ để mua đồ bên ngoài đối với một võ giả có ích lợi gì chứ đối với võ giả bình thường cảnh giới thấp rất hữu ích nhưng đối với một người có thể lấy ra thần long chi huyết của thần chí cao mà nói hắn dùng vật trân quý như vậy là để đổi lấy kim tệ sao tiền vậy trừ phi hắn có thể hấp thu luyện hóa kim tệ nếu không mà nói, hắn không nghĩ ra lý do gì. Các hạ, ta xác định lại một chút, ngươi đang nói đến loại tiền tệ mà dùng để mua đồ ở bên ngoài sao? Đúng. Nhanh một chút. Diệp Thiên Giật nói. Hội trưởng. Ngũ Nguyệt Thương hội bọn họ chính là không bao giờ thiếu cái này, chết tiệt, đây là ai? Trong mắt của hắn Diệp Thiên Giật lập tức trở nên đáng sợ, mẹ nó, thần người nào có thể mạnh bạo như thế này chứ, thế lực sau lưng hắn hẳn là cũng không thiếu chỉ là có thiếu chút tiền sau đó những thứ khác mặc dù có thể đổi tiền nhưng giống đồ vật này một giọt có thể đổi rất nhiều rất nhiều tiền bọn họ cũng lười để đổi tiền với rất nhiều thứ khác như nguyên linh tinh không đến mức đó ngươi có thể dùng thứ khác bởi vì long huyết của thần chí cao không thể đo bằng tiền được vậy ngươi định bán bao nhiêu hội trưởng kia có chút kích động ngũ nguyệt thương hội không có gì khác ngoài nhiều tiền. Nếu như hắn dùng tiền mua được một giọt thần long chi huyết của thần chí cao, công trạng này chắc chắn khiến hắn trở thành một truyền kỳ của Ngũ Nguyệt Thương hội, chết tiệt, vô địch, ngươi có thể có bao nhiêu? Các hạ ngươi yên tâm, cái giá mà ngươi muốn, Ngũ Nguyệt Thương hội chúng ta hẳn là có thể đưa, chỉ cần không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngũ Nguyệt Thương hội, nhưng giá trị cụ thể, ta có lẽ phải đi báo cáo mới được. Trước mắt các ngươi có thể có bao nhiêu? lấy hết ra đây. Diệp Thiên Giật nói, có thể kiếm được bao nhiêu không quan trọng, Diệp Thiên Giật chắc chắn không mặc cả cũng không cầu mong, dù sao thứ này có thể bán được bao nhiêu tiền, trong lòng bọn họ chắc chắn phải biết, đương nhiên cũng không thể đưa một cái giá hoàn toàn không phù hợp như vậy. Mà hiện tại Diệp Thiên Giật cần chính là thời gian. Thời gian nhanh nhất, lão đầu kia, hắn lo lắng và không có kiên nhẫn để đợi. Trước mắt, thì khoảng chừng 500 tỷ kim tệ. Diệp Thiên Dật Ngũ Nguyệt Thương Hội ngươi cũng chỉ có thể lấy ra 500 tỷ kim tệ. Kỳ thật, 500 tỷ kim tệ quả thật là một con số lớn, ngươi giống như một số thế lực, bọn họ có thể lấy ra cũng là bởi vì bọn họ đã tồn tại rất nhiều năm. Các hạ, 500 tỷ kim tệ này cũng không phải một con số nhỏ, hơn nữa Ngũ Nguyệt Thương Hội ta cũng chỉ là một phân hội, phân hội ở thành trường thiên, trước mắt nhanh nhất cũng chỉ có 500 tỷ kim tệ. Không đủ. Vẫn còn kém xa. Ai có thể đưa ra nhiều hơn? Diệp Thiên giật hỏi. Hội trưởng kia ngơ ngác. Không phải chứ, cần tiền cũng có thể gấp gáp như vậy sao, cái này. Các hạ ngươi chờ một chút, ta đi xin ý kiến cấp trên, phía trên có thể gửi tiền vàng tới với tốc độ rất nhanh. Nhanh lên. Còn nữa, phải là kim tệ không lấy ngân phiếu. Chỉ lấy kim tệ thôi. Hội trưởng. Hắn lại ngơ ngác không phải chứ. Mấy trăm ức kim tệ cũng không biết nặng bao nhiêu, ngươi rõ ràng có thể dùng kim phiếu với mệnh giá lớn, cũng thuận tiện, cũng tiết kiệm được không gian, vì sao chỉ cần kim tệ chứ, đó không phải là vấn đề của dịp thiên dật, là lão đầu kia chỉ cần kim tệ. Một trăm vạn kim tệ có thể bỏ vào rất nhiều rương, chuyển đi cũng không nổi, nhưng là chỉ cần mấy tờ kim phiếu là được rồi kim phiếu không muốn lại muốn kim tệ các hạ cái này thật sự có hơi khó khăn kim phiếu nếu đổi thành tiền mặt không dễ dàng ta cần ngươi nhanh lên được được ngươi chờ một lát sau đó hắn nhanh chóng đi ra ngoài hắn lấy ra một cái bàn ngọc qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn sử dụng bàn ngọc này, bàn ngọc này là hội trưởng các đại phân hội bọn họ dùng để liên hệ với tổng hội trưởng, không có chuyện gì quan trọng hoàn toàn không có cơ hội dùng đến, cho nên từ ngày hắn ngồi lên cái chức hội trưởng phân hội đến nay, kỳ thật chưa một lần dùng qua, nhưng lần này hắn phải dùng rồi. Bàn tròn lấp lánh ánh hào quang. Hội trưởng đại nhân. Hội trưởng phân hội Trương Hải cung kính nói. Nói đầu kia truyền đến một giọng nói rất dễ thương lại có chút lười biếng nhưng lúc có việc thì rất uy nghiêm là phụ nữ lão đại ngũ nguyệt thương hội là nữ đây không phải là bí mật gì hội trưởng đại nhân thương hội chúng ta có người muốn bán thần long chi huyết đầu bên kia trầm mặc một chút thần long chi huyết đúng mà lại là thần long chi huyết của thần chí cao mặc dù không phải tinh huyết nhưng cũng vô cùng trân quý đổi cái gì giọng nói bên kia hỏi kim tệ hả hiển nhiên người phụ nữ bên kia cũng giật mình nàng cũng là không nghĩ tới là tiền tệ đang lưu thông sao vâng bao nhiêu hắn không nói chúng ta xem xét rồi đưa dù sao chắc chắn sẽ không quá ít hắn xem ra rất gấp nếu như chúng ta không đưa ra được có thể hắn sẽ tìm người khác đưa nàng không chút do dự nói nhưng hắn chỉ cần kim tệ, kim phiếu hay cái gì hắn đều không cần, hơn nữa phải nhanh. Điều này cũng khiến nàng không lý giải được. Chỉ cần kim tệ, chẳng lẽ là là vì vật liệu của kim tệ sao, như vậy có thể có những gì, ừm, ta đi thu xếp một chút, nhiều nhất hai canh giờ, ngươi cũng lấy ra tất cả kim tệ phân hội có, còn nữa, dọc long huyết này giá trị cực cao, thương hội cũng có thể dùng nó để đạt được càng nhiều, bất luận như thế nào cũng cần phải nắm lấy, nếu không mà nói cái chức hội trưởng này ngươi có thể không làm nữa. Vâng. Diệp Thiên Dật và Tiểu Tử Nhi chờ đợi ở đây đã uống không ít nước trà. Để các hạ đợi lâu rồi. Trương Hải mỉm cười đẩy cửa đi vào, sau đó nói với Diệp Thiên Dật, các hạ xin đợi hai canh giờ, đến lúc đó có thể có một nghìn tỷ kim tệ. Hai canh giờ sao? Bốn tiếng đồng hồ, cũng được. Một nghìn tỷ, không phải là quá nhiều, nhưng cũng có thể mua được không ít. Không đủ, nhiều hơn, nhanh lên. Sáu chữ, khiến Trương Hải không biết làm sao. Được. Chúng ta sẽ cố hết sức, nhưng các hạ, nếu hơn nghìn tỷ, con số này thật sự rất lớn, long huyết không thể đo được bằng tiền, nhưng... Có thể cũng được rồi. Được. Diệp Thiên giật gật gật đầu. Đa tạ các hạ đã hiểu cho, nếu như các hạ còn nữa, ngũ nguyệt thương hội ta vẫn muốn mua chỉ là có thể cần một chút thời gian, giá cả chắc chắn sẽ tăng lên. Diệp Thiên giật gật đầu. Vậy các hạ hơi đợi một lát. Rất nhanh, có người mang lên cho Diệp Thiên giật và Tiểu Tử Nhi rất nhiều thức ăn ngon. Đôi mắt to của Tiểu Tử Nhi lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, vội vàng chạy tới. Bốn tiếng đồng hồ, cũng không biết hắn chờ được hay không nữa. Nếu như cứ đi như vậy, Diệp Thiên Dật cũng khó chịu chết được. Vậy chỉ có thể đợi thôi. Mặt khác, Trương Hải đang dùng lời kêu gọi của ngũ nguyệt thương hội lớn mạnh, triệu tập những người bên trong thành, gia tộc, thậm chí là người dân bình thường, dùng ngân phiếu, kim phiếu đổi lấy kim tệ mà bọn họ có sẵn trong tay. Dù sao, bọn họ chắc chắn không muốn dịp thiên vật đem dọc long huyết này bán cho những người khác. Bọn họ phải cố hết sức. Phía ngũ nguyệt thương hội xảy ra chuyện gì vậy? Hoạt động mạnh mẽ của ngũ nguyệt thương hội thu hút sự chú ý của một số thế lực, gia tộc xung quanh nghe nói là có người bán một giọt thần long chi huyết cho ngũ nguyệt thương hội bên cửu thiên tông cũng đang bàn luận chuyện này hả thần long chi huyết tin tức chuẩn xác không hẳn là phải không ít người lúc đó đã nghe thấy hơn nữa thực sự sau đó đã gặp trương hội trưởng của ngũ nguyệt thương hội cho nên hẳn là sự thật nhãn nhí hiện tại ngũ nguyệt thương hội đang đổi lấy kim tệ số lượng lớn chẳng lẽ người kia dùng thần long chi huyết đổi lấy tiền dùng sao hơn nữa vì sao ngũ nguyệt thương hội phải dùng ngân phiếu kim phiếu đổi kim tệ cho dù người kia muốn tiền vì sao lại muốn kim tệ chứ kim phiếu chẳng phải thuận tiện hơn sao nói cũng đúng bọn họ cũng không hiểu thật khó hiểu khi đổi long huyết lấy tiền chớ chưa nói gì đến việc đổi kim tệ còn nữa người bán kim long ngư xuất hiện chưa người của chúng ta còn ngồi canh giữ ở chung quanh tiệm may vá kia không thấy hắn qua đó nếu là bên trong thành, cũng không dám tăng cường nhân lực tuần tra, sợ đánh rắn động cỏ, mà nói thật, chỉ dựa vào bức họa như đi tìm một người trong biển người mênh mông vậy, hơi khó khăn. "Ừm, tiếp tục chú ý." Tông chủ Cửu Thiên Tông kia nói. "Tông chủ, đây là hiện tượng không bình thường ngược lại khiến lão phu nghĩ tới điều gì đó." Bên cạnh, một lão giả im lặng đột nhiên nói. "Ồ, đại trưởng lão là có ý gì?" Bọn họ dùng sự chú ý vào người đại trưởng lão kia. Chính là chuyện Ngũ Nguyệt Thương hội điên cuồng đổi tiền mặt thành kim tệ. Sau đó đại trưởng lão kia nói tiếp, "Các vị, các ngươi biết trên đại lục này có một người gọi là thương nhân kim tệ không?" Thương nhân kim tệ. Bọn họ nhìn nhau, đột nhiên lóe lên tinh quang, "Thương nhân kim tệ, đó là một truyền thuyết." Cũng không biết là một truyền thuyết từ lúc nào, từ nơi nào truyền ra, về phần tính chân thực, nói thật bọn họ không thể chắc chắn truyền thuyết này chính là trên đại lục này có thương nhân kim tệ thương nhân kim tệ này rất đặc biệt nghe nói trong tay bọn họ có nhiều thứ rất lợi hại cụ thể lợi hại như thế nào bọn họ cũng không rõ dù sao chính là rất khoa trương thương nhân kim tệ kia bọn họ không đổi những thứ mạnh mẽ trong tay để lấy những thứ mạnh mẽ khác bọn họ chỉ đổi lấy kim tệ mà nghe nói gặp được thương nhân kim tệ là một cơ duyên cực kỳ khoa trương chỉ cần ngươi có tiền ngươi có thể đổi lấy cơ duyên rất lớn từ trong tay hắn với cái giá gần như cho không mà hắn dùng kim tệ để làm gì không ai biết không ai có thể lý giải được vì sao bọn họ phải dùng thứ vô cùng mạnh mẽ để đổi lấy kim tệ căn bản là không có cách nào lý giải cũng không có bất kỳ người nào có thể lý giải được cho nên một việc không thể nào hiểu được bọn họ cho rằng điều này hẳn là truyền thuyết là giả nhưng hiện tại việc không thể hiểu nổi này đã xảy ra rồi hơn nữa chuyện này có vẻ đúng với truyền thuyết về thương nhân kim tệ kia dùng thần long chi huyết đổi lấy kim tệ ngươi nói xem có lý không ngoại trừ truyền thuyết kia có thể hợp lý những cái khác thì thế nào mà mỗi người bọn họ nghĩ đến thương nhân kim tệ này như thể nó thực sự hợp lý chẳng lẽ là thương nhân kim tệ đi đến ngũ nguyệt thương hội có người trẻ tuổi nói làm sao có thể nghe đồn thương nhân kim tệ là sẽ không vào khu vực con người sinh sống nghe đồn chỉ khi ở ngoài mới có thể bắt gặp được thương nhân kim tệ du ngoạn đại lục cho nên nếu như cứ khăng khăng như vậy càng có nhiều khả năng là có người gặp được thương nhân kim tệ sau đó hắn cần gấp những kim tệ này để đổi lấy bảo vật mạnh mẽ từ thương nhân kim tệ bọn họ không nhịn được hít thở mạnh cũng không thể nào ta nhớ nghe đồn thương nhân kim tệ này bọn họ gặp người nào đó chỉ tiến hành giao dịch ngay tại chỗ nếu không thể giao dịch tại chỗ bọn họ sẽ rời đi điều này ai biết chứ không phải đều là nghe đồn sao lão phu tin tưởng khả năng trước hơn đi điều tra đi nếu như là thật người này một khi nằm trong tay chúng ta vậy chúng ta sẽ có được những tài nguyên và bảo vật không thể tưởng tượng được cẩn thận một chút dù sao người này là người có thể lấy ra thần long chi huyết xem thế nào trước đã rõ một bên khác tiểu tử nhi ăn uống no say đại ca ca chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa tiểu tử nhi chớp đôi mắt to mơ màng hỏi dịp thiên dật nhanh thôi dịp thiên dật cũng rất gấp hắn lo lắng lão đầu kia chạy mất vừa dứt lời cửa phòng vội vã bị đẩy ra các hạ kim tệ đã chuẩn bị xong dịp thiên dật nhanh chóng đứng dậy hắn đưa dịp thiên dật và tiểu tử nhi tới một khu đất trống ở đó chi chít đều là những cái rương lớn bên trong toàn là kim tệ kim tệ thật nhiều đến mức khiến người ta cảm thấy trước mắt ánh vàng rực rỡ bao nhiêu diệp thiên giật hỏi một nghìn sáu trăm tỷ kim tệ các hạ chúng ta đã cố hết sức rồi một nghìn sáu trăm tỷ kim tệ một giọt long huyết ngươi cảm thấy thế nào được rồi cái này ước chừng cũng được rồi thứ mà không thể đo đếm bằng tiền nhưng bọn họ đã tốn rất nhiều sức lực để có được chừng này kim tệ, quả thực cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, Diệp Thiên Dật có rất nhiều long huyết, giúp ta đưa vào trong những không gian. Diệp Thiên Dật nói, những kim tệ này cũng phải cần rất nhiều những không gian rất lớn mới có thể chứa hết. Nhưng, so với giá trị của dọc long huyết kia, tặng thêm vài cái nhẫn không gian thì có sao, Diệp Thiên Dật ném một cái bình ngọc cho Trương Hải. Được rồi. Trương Hải đón lấy, mở ra, lập tức một luồng ánh sáng đỏ và sức mạnh to lớn đột phát ra. Một vài người bên cạnh không nhịn được hít thở mạnh. Trời ạ, à, đây chính là thần long chi huyết sao? Nhanh, đặt trương vào trong những không gian. Rất nhanh, Diệp Thiên giật mang theo một số những không gian và Tiểu Tử Nhi phóng thích sức mạnh không gian vội vàng rời đi. Thiên tôn, Trương Hải cau chặt mày. Thật sự chỉ là tu vi thiên tôn thôi sao? vậy hắn hẳn là cơ duyên trùng hợp mà lấy được long huyết sao, Diệp Thiên Dật căn bản không biết trên cái thế giới này cái gì gọi là thương nhân kim tệ. Nếu như biết, hắn có thể sẽ khiêm tốn thêm một chút, cho nên, hắn căn bản không biết, hiện tại cửu thiên tông đã để mắt đến hắn rồi, ngay lúc Diệp Thiên Dật rời khỏi ngũ nguyệt thương hội, rất nhiều người xung quanh cửu thiên tông đã theo dõi vị trí của Diệp Thiên Dật, thiên tông cảnh. Đuổi theo Không được đánh rắn động cỏ, xem xem rốt cuộc có phải là thương nhân kim tệ hay không rõ rất nhiều người cũng biến mất ngay tại chỗ bên trong rừng rậm kia dịp thiên dật về đó với tốc độ nhanh nhất phù nhìn thấy lão giả đang nằm trên đá dịp thiên dật thở dài một hơi vẫn còn ở đây là tốt rồi ngươi để lão phu đợi lâu lắm đó thương nhân kim tệ kia đứng lên đôi mắt đục ngầu nhìn dịp thiên dật trầm giọng nói Diệp Thiên giật ôm quyền. Thực sự ngại quá, dù sao chỉ có thể dùng kim tệ, cho nên phải tốn không ít thời gian. Soạt, sau đó Diệp Thiên giật vung tay, chi chít những cái rương đựng đầy kim tệ bày ra bên cạnh, vẻ mặt không vui ban đầu của lão giả kia nhất thời giống như nhìn thấy một nhóm em gái xinh tươi không mặc quần áo nằm đó vẫy gọi vậy, thậm chí còn sáng lấp lánh lên. Diệp Thiên giật sửng sốt, không phải chứ, đây đều là kim tệ bình thường, có đến nỗi vậy không, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, ngươi nói xem, nếu thích tiền, cũng không đến mức này chứ. Sau đó lão giả kia mở ra rất nhiều rương, nhìn kim tệ bên trong, hai mắt phát sáng. Sau đó, hắn vừa vung tay, tất cả cái rương biến mất ngay tại chỗ. Tổng cộng có hơn 1.600 tỷ, đi chọn đi. Diệp Thiên giật ôm quyền. Sau đó hắn đi về cái giá kia. Không cần nghĩ. Hỏa Linh Châu, vãn bối muốn Hỏa Linh Châu này. Diệp Thiên giật nói. Được. Lão giả kia vung tay lên, Hỏa Linh Châu đang bùng cháy từ từ bay về phía Diệp Thiên giật. Chỉ là, bên ngoài Hỏa Linh Châu giống như có một luồng sức mạnh đang khống chế không cho sức mạnh của Hỏa Linh Châu bộc phát ra ngoài. Dù sao đi nữa Diệp Thiên Dật cũng cảm thấy rất không hợp lẽ thường. Trên thế giới này vẫn tồn tại sức mạnh có thể khống chế không để sức mạnh của Hỏa Linh Châu tiết ra ngoài, phải là sức mạnh nào? Lão giả này rốt cuộc là ai? Lão Phu khuyên ngươi, đừng đặt hỏa linh châu vào trong những không gian, cũng không đặt vào được, hỏa linh châu này hoặc là ngươi nhận chủ ngay lúc này, hoặc là ngươi tìm một chỗ để cất giấu, nếu Lão Phu không có ở đây, sức mạnh này không thể chế trụ nổi hỏa linh châu quá lâu. Điều này khiến Diệp Thiên Giật có chút đau đầu. Nhưng, hắn không thể buông bỏ hỏa linh châu. Ta hiểu rồi. Hỏa linh châu rơi vào lòng bàn tay của Diệp Thiên Dật, Diệp Thiên Dật quan sát cẩn thận. Bên trong dường như chứa cả trời đất. Còn có sinh tử kỳ. Diệp Thiên Dật chỉ một bàn cờ. Soạt, sinh tử kỳ kia bay về phía Diệp Thiên Dật. Còn dư lại 100 tỷ nữa, 100 tỷ thì ức có thể mua được cái gì ở đây, rất nhiều đồ vật đều không mua được. Quá nhiều đồ tốt, còn có những thứ khác cấp bậc Huyền Thiên Thánh khí sau đó còn có huyền thiên độc khí. Rất rất nhiều thứ mà Diệp Thiên Dật muốn, thậm chí còn có thứ có giá trị không thua kém hỏa Linh Châu, hắn thấy một thứ có giá 10.000 tỷ, tiền bối, đồ vật này là cái gì vậy? Diệp Thiên Dật nghi ngờ hỏi. Không biết là cái gì? Cũng không có lộ ra, ở trong một cái hộp nhỏ màu đen, nhưng hoàn toàn không rõ là cái gì. Nếu ngươi có số tiền này, ngươi mới có thể có được, nhưng ngươi không có, nên ngươi không có tư cách để biết. Lão giả kia nói. Diệp Thiên Giật cũng không hỏi. Hỏa Linh Châu, Thiên Hạ Chí Bảo, đồ vật có thể đắc cấp 10 lần Hỏa Linh Châu, là cái gì, không biết được. Tiền bối đợi ta thêm chút, ta mang tới thêm. Lão giả lắc đầu. Lão Phu đã đợi ngươi thời gian đủ lâu rồi, nếu sau này hữu duyên, lúc đó nói sau, Lão Phu sắp phải đi rồi, chọn nhanh đi. Diệp Thiên Giật nhìn sang. Chỉ còn lại một trăm tỷ, hai cái bao tay này. Diệp Thiên giật nhìn một đôi bao tay màu đen. Thật phiền. Ngũ nguyệt thương hội này bốn tiếng đồng hồ cũng chỉ đưa cho hắn được hơn một nghìn bảy trăm tỷ kim tệ. Hắn phiền chết đi được, rất muốn có được những thứ này, cái nào cũng muốn. Mà bây giờ, hắn phải chọn lựa, cái cảm giác này con mẹ nó thật là khó chịu. Con mẹ nó thật muốn mở ra hệ thống mới, đuổi theo lão giả này, giết người đoạt bảo vật ánh mắt của ngươi không tệ. Cái găng tay đạo thần này là đồ tốt. Sau đó hắn ném đôi bao tay kia cho Diệp Thiên Dật. Ánh sáng màu tím lóe lên, bao tay trực tiếp đeo vào tay Diệp Thiên Dật. Yêu Tâm là loại linh khí cấp bậc Huyền Thiên Thánh khí, 200 tỷ kim tệ, mà cái bao tay này, 100 tỷ kim tệ, cái bao tay này cũng là đồ cấp bậc Huyền Thiên Thánh khí, một đôi bao tay, cấp bậc Huyền Thiên Thánh khí, thật sự có chút khoa trương, còn về hiệu quả chính là trộm đồ, dĩ nhiên không phải trộm đồ bình thường. Nói thật, Diệp Thiên Dật cũng rất muốn thanh yêu tâm này, mặc dù ở thế giới bên ngoài cũng có một cái, nhưng yêu tâm này có thể dùng ở đây, ở đây vậy còn không vô địch sao, nhưng, suy nghĩ kỹ, nếu dùng yêu tâm ở đây, Diệp Thiên Dật cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống với ở thế giới bên ngoài, linh khí cấp bậc như vậy, ai không muốn dành chứ, cho nên, Diệp Thiên Dật vẫn là lựa chọn đôi găng tay đạo thần này. Găng tay đạo thần phía trên có giới thiệu. Giới thiệu nói là, găng tay đạo thần có được sức mạnh bí ẩn nhất trên thế gian, chỉ cần ngươi chạm vào một người, sức mạnh găng tay đạo thần sẽ phóng thích, sẽ trộn đi đồ vật của người khác mà thần không biết quỷ không hay, vật này, bất kỳ đồ vật nào trên người hắn đều có thể trộn được. Thậm chí có thể là huyền thiên thánh khí trong những không gian, có thể chỉ là một viên đan dược, thậm chí có thể là những không gian của hắn đồ vật trộn được sẽ nằm không gian nội bộ của găng tay đạo thần, trộm cái gì, điều này không thể khống chế, tùy cơ ứng biến, bởi vì không phải dịp thiên giật trộm, mà chính là trong khoảnh khắc va đụng đó, sức mạnh của găng tay đạo thần tự đi trộm, mỗi ngày có thể trộn 10 lần, sau 10 lần, sức mạnh của găng tay đạo thần sẽ tiêu hao hết, dịp thiên giật cảm thấy rất thú vị, mặc dù có thể rất vô bổ, nhưng thắng ở việc chưa từng nghe được, chưa từng nhìn thấy. Cho nên, Diệp Thiên giật chọn cái này. Như vậy, hữu duyên gặp lại. Lão giả kia vung tay lên, giá đỡ tất cả đồ vật bên trong biến mất toàn bộ. Hữu duyên gặp lại. Ngay lúc này, một đám người xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Thương nhân kim tệ. Đúng là thương nhân kim tệ. Thương nhân kim tệ các hạ, chúng ta cũng muốn đổi bảo vật. Bọn họ thậm chí đều không nhìn dịp thiên giật, nguyên một đám người kích động nhìn thương nhân kim tệ kia đúng vậy bọn họ vẫn luôn ở đây và theo dõi toàn bộ quá trình diệp thiên dật không phát giác được bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp nhưng thương nhân kim tệ này đương nhiên đã sớm biết rồi nhưng mà mặc dù thương nhân kim tệ này biết nhưng hắn cũng không có ý định nói cũng không có ý định động thủ làm gì bởi vì hắn chỉ cần kiếm được kim tệ là được rồi thương nhân kim tệ diệp thiên dật lần đầu tiên nghe xưng hô như vậy nhưng điều này cũng không đúng cái gì gọi là thương nhân tất cả vì ích lợi của mình vì giành lấy lợi ích mới gọi là thương nhân mà thương nhân kim tệ này hắn có lợi chỗ nào chứ hắn thiệt thòi chết đi được hoặc là nói hắn toàn đổi những đồ vật không có một chút tác dụng nào với hắn cả thương nhân người ta là dùng một kiếm một năm hoặc là nhiều hơn còn hắn dùng một trăm đổi một bị lỗ chín mươi chín đây gọi là thương nhân sao ánh mắt của lão giả nhìn về phía những người kia thương nhân kim tệ. Chúng ta cũng muốn đổi lấy một ít đồ. Xin nhờ người. Một tên cường giả gần như dùng giọng điệu khẩn cầu nói. Bởi vì thương nhân kim tệ chính là sự tồn tại trong truyền thuyết, mà bây giờ bọn họ đã thấy được sự tồn tại trong truyền thuyết đó, cảm giác mạnh mẽ đó, cảm giác thần kỳ đó, khiến bọn họ nguyện ý hạ mình. Các ngươi không có duyên với lão phu, hữu duyên gặp lại thương nhân kim tệ nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ đáng ghét những người khác cảm thấy cơ duyên lớn như vậy đã chạy khỏi trước mặt họ không cam lòng nhưng ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn về phía dịp thiên dật mặc dù bọn họ không có duyên với thương nhân kim tệ nhưng người này có hơn nữa nghe nói hắn có được hơn nghìn tỷ kim tệ hơn nghìn tỷ kim tệ đủ để có thể đạt được bao nhiêu đồ vật từ thương nhân kim tệ chứ giết hắn như vậy những thứ này đều là của bọn họ. Huống hồ, đây là một người rất dễ giết, cảnh giới cũng không cao, hơn nữa đi theo bên cạnh cũng chỉ là một bé gái vô hại mà thôi. Là hắn. Đây là người đó. Đây là người bán Kim Long ngư, người hạ độc chết dân thiếu gia. Cái gì? Hình như đúng là hắn. Báo thù cho dân thiếu gia, các vị ra tay thôi. Kỳ thật đừng nói gì đến việc vì báo thù cho dân thiếu gia của Cửu Thiên Tông luôn mồm nói như vậy, thật ra người nào thật sự muốn báo thù cho hắn chứ, giết chết Diệp Thiên Dật, đạt được bảo vật trong tay của hắn, ai còn trở về cửu thiên tông chứ. Trực tiếp rời đi luôn. Mà mặt Diệp Thiên Dật ngơ ngác, Giết, hắn giết người nào, hắn nhớ từ lúc đến nơi này tới bây giờ hình như chưa từng giết ai mà, giết. Bọn họ đồng loạt phóng tới Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật khẽ thở dài. Hắn không muốn giết người, hoặc là nói hiện tại không muốn Nhưng người ta đã giết tới trước mặt ngươi rồi Ngươi có thể làm sao chứ Đáng ghét Lúc đó không có dư kim tệ để đổi lấy tứ tượng thần chi chú Xem ra chỉ có thể dùng bảo vật của thương thành Không cho phép khi dễ đại ca ca Khốn nạn Tiểu tử nhi vọt thẳng đến trước mặt dịp thiên vật Giang hai cánh tay bảo vệ cho dịp thiên vật Sau đó sợ hãi nhắm mắt lại Ngay thời điểm đó Trái tim dịp thiên vật rung lên mặc kệ tiểu tử nhi trước kia như thế nào nàng là ai nàng lợi hại bao nhiêu chí ít tiểu tử nhi hiện tại nàng cũng là một cô bé tay trói gà không chặt đơn thuần như là một tờ giấy trắng lại còn ngây thơ nữa nhưng trước nguy hiểm trước mặt này nàng phản ứng theo bản năng là chặn ở trước mặt dịp thiên dật giúp dịp thiên dật ngăn cản sức mạnh to lớn có thể khiến hắn mất mạng một bé gái như vậy làm sao có thể khiến dịp thiên dật không thích chứ làm sao có thể khiến diệp thiên dật không muốn che chở bằng tất cả sức lực của mình chứ mặc kệ nàng là ai mặc kệ nàng trước kia như thế nào diệp thiên dật lúc này trong lòng đã âm thầm thề rằng hắn muốn bảo vệ tốt cô nhóc này ít nhất tại đồ đằng chi địa này diệp thiên dật muốn dốc hết sức lực bảo vệ nàng thật tốt nàng cũng giống như tiểu anh vũ linh nhi và đoan một tiểu tiểu ở bên ngoài khoảnh khắc này bọn họ trong lòng diệp thiên dật đều như nhau ngay lúc dịp thiên giật giữ chặt tiểu tử nhi chuẩn bị động thủ a à, mấy tiếng kêu thảm thiết truyền tới những người đang xông tới phía trên bọn họ đồng thời xuất hiện một tia máu xuyên thấu qua cơ thể của bọn họ sau đó tất cả bọn họ đều ngã trên mặt đất hình như không nhìn thấy vết thương nào nhưng bọn họ nằm rạp trên mặt đất bắt đầu từ từ chảy máu bọn họ đều đã chết tiểu tử nhi đang dùng lực nhắm mắt thấy không có bất kỳ chuyện gì xảy ra từ từ mở mắt sau đó nàng nhìn thấy những người xấu kia đang nằm trên mặt đất. Wow! Đại ca ca thật tuyệt. Đôi mắt to của tiểu tử nhi lóe lên ngôi sao nhỏ sùng bái ôm lấy Diệp Thiên Dật. Nàng tưởng rằng Diệp Thiên Dật làm. Ách, không phải ta. Ánh mắt của Diệp Thiên Dật nhìn về lão đầu phía trước kia. Đa tạ tiền bối. Sau đó Diệp Thiên Dật ôm quyền với thương nhân kim tệ kia. Đúng vậy, lão giả kia trở về rồi, là hắn ra tay nhưng dịp thiên dật không hiểu vì sao hắn lại ra tay không cần đa lễ lão giả kia đi tới trước mặt dịp thiên dật sau đó nhìn về phía tiểu tử nhi chỉ là khoảnh khắc kia lão phu nhìn thấy bé gái nhỏ này dũng cảm đứng trước ngăn chặn cho ngươi ta động lòng trắc ẩn mà thôi hì hì tiểu tử nhi cười ngây ngô dù sao cũng không hiểu ý gì cái gì gọi là lòng trắc ẩn hình như cũng có thể là nói có lý. Diệp thiên giật không nghi ngờ gì. Bảo vệ nàng thật tốt, đáng để ngươi dùng cả đời để bảo vệ. Lão giả kia vỗ vào bả vai Diệp thiên giật, sau đó liền biến mất không thấy nữa. Đại ca ca. Tiểu tử nhi chớp mắt nhìn Diệp thiên giật. Diệp thiên giật cười cười, nói, may mà có tiểu tử nhi, tiểu tử nhi mới là lợi hại nhất. Hi hi. Đi thôi. Dạ dạ. Được Diệp Thiên Giật khen ngợi một tiếng, tiểu tử nhi vui vẻ không nhịn được nhảy về phía trước. Diệp Thiên Giật vương tay, trên tay lại có thêm vài lá bùa, sau đó Diệp Thiên Giật lộ ra một nụ cười xấu xa. Y gia, có phải là xấu quá hay không, người ta đã ra tay giúp ta, ta còn trộm đồ của người ta. Trong lòng Diệp Thiên Giật mặc dù cảm thấy không đúng, nhưng vì sao lại có cảm giác thoải mái như thế chứ, đúng vậy, Diệp Thiên Giật vốn không có bất kỳ ý nghĩ gì về việc này, nhưng ngay lúc lão giả kia vô ý vỗ bả vai diệp thiên dật diệp thiên dật đã nảy ra ý nghĩ này găng tay đạo thần vừa mới mua được từ chỗ của hắn vẫn còn mang trên tay sau đó diệp thiên dật đã thôi thúc sức mạnh của găng tay đạo thần quả thật là rất tốt sức mạnh của găng tay đạo thần này thật không thể nào nhận ra lão giả kia trong tay có nhiều bảo vật như thế diệp thiên dật cho rằng hắn có thể là thần chí cao sự tồn tại này cũng không phát hiện ra găng tay đạo thần này thật sự đổi không bị lỗ rồi mà trong khoảnh khắc đó Diệp Thiên giật trộn được cái gì? Một tấm tứ tượng thần chi chú, một tấm phong ngữ chú, còn có một tấm lôi thần chú. Vừa rồi không có tiền mua, sau đó vừa hay trộn được, mặc dù không nhiều, nhưng thật là sướng. Cảm giác trộn đồ này, Diệp Thiên Dật cảm thấy có hơi thích rồi. Quan trọng là người khác không phát hiện được. Trời ạ, à, kích thích. Cửu Thiên Tông, bọn họ trở về rồi sao? Có tin tức gì không? Tông chủ cửu thiên tông hỏi. Đã một canh giờ trôi qua từ lúc những người kia truy sát dịp thiên dật Không có một chút tin tức nào, điều này khiến bọn họ cảm thấy không bình thường, theo lý mà nói, cho dù là thành công hay thất bại, lúc này phải có tin tức rồi. Bọn họ suy đoán là thương nhân kim tệ, cho nên đặc biệt phái một nhóm người theo dõi luồng khí tức kia từ tin tức của ngũ nguyệt thương hội, bọn họ cũng không biết, người đó chính là dịp thiên dật Không hay rồi tông chủ không hay rồi có người vội vã chạy tới chuyện gì người kia nuốt nước miếng sau đó nói mọi người thi thể của mọi người được phát hiện ở bên trong rừng lạc nhật của yêu tộc cái gì nghe điều này mọi người đều không thể tin được tam trưởng lão ở nơi đó tam trưởng lão có tu vi thái cổ thần vương cảnh tứ giai cũng vẫn lạc rồi sao tông chủ cửu kiếm tông không dám tin hỏi vâng bọn họ nhìn nhau chết không một tiếng động tin tức gì như vậy sao không phải tin tức truyền đến người dùng long huyết đổi kim tệ kia chỉ có tu vi thiên tôn cảnh sao chẳng lẽ là hiệu quả đạt được từ các bảo vật đỉnh cấp đổi được từ thương nhân kim tệ sao trời ạ à, đó phải là bảo vật cấp bậc gì bọn họ nhìn không được hít một hơi lạnh có phải là thương nhân kim tệ ra tay không có người nói ra một khả năng điều này chắc chắn không thể tông chủ cửu kiếm tông nói một số tin đồn khác có thể không đúng sự thật nhưng kim tệ thương nhân từ trước tới giờ không vào bên trong thành trì hay là nói không giao dịch đổi đồ vật ở trong thành trì điều này là chắc chắn hoặc là hắn có thể ngụy trang thành một người bình thường vào thành nhưng hắn chỉ ở vùng hoang vu gặp nhân tài mới tiến hành giao dịch sau đó chính là điều này thương nhân kim tệ thương nhân kim tệ là sự tồn tại hoàn toàn trung lập thậm chí hắn có thể nhìn thấy người đang giao dịch với mình chết ở đó hắn cũng sẽ không ra tay giúp đỡ đây là nguyên tắc của thương nhân kim tệ cho nên không thể nào là thương nhân kim tệ ra tay vậy làm sao bây giờ có người hỏi y y tông chủ cửu kiếm tông thở dài một hơi không hề nghĩ đến sẽ tổn thất lớn như vậy bỏ qua chuyện này trước đi dự đoán là do hiệu quả của việc đổi bảo vật mạnh mẽ của người kia tạo thành bây giờ dốc toàn lực đi tìm người đã hạ độc chết tiểu dân tiệm may vá kia có tin tức gì chưa vẫn chưa vẫn chưa có gì tiếp tục chờ đợi nếu thực sự không được trực tiếp động thủ xem xem có thể dẫn dụ người tới được hay không rõ ngũ nguyệt thương hội trương hải vô cùng kích động nhìn giọt thần long chi huyết trước mặt kia có giọt thần long chi huyết này tổng hội trưởng đại nhân đến cũng chắc chắn không thể nói ra bọn họ có chỗ nào không tốt về phần sự cám dỗ của thần long chi huyết đương nhiên cũng rất lớn với hắn nhưng hắn không cần vật này đương nhiên có thể khiến hắn tăng lên rất nhiều nhưng không nhiều đến mức để hắn trọng đi sau đó chạy trốn khắp nơi ai sẽ làm chuyện như vậy hoặc là đã định trước cả đời này tầm thường sẵn sàng được ăn cả ngã về không hoặc là tu vi hay mọi thứ đều ổn cũng không có địa vị gì không có gì lo lắng hoặc là tu vi đã không có cách nào tinh tiến được nữa, tuổi thọ sắp hết, cần gấp nó để tăng tuổi thọ. Nhưng Trương Hải không như vậy, hắn dùng long huyết này có thể tăng lên rất nhiều, thể phách cũng tăng lên, nhưng dù sao cũng tăng lên không bao nhiêu, mà bây giờ, hội trưởng phân hội Ngũ Nguyệt Thương hội, không lo lắng điều gì, cũng không lo có người giết hắn vân vân, dù sao toàn bộ Ngũ Nguyệt Thương hội đều đứng đằng sau hắn, hắn cần gì phải sống như vậy, mâm tròn trên bàn phát sáng, hắn vội vàng đi qua đó hội trưởng đại nhân, ngươi dặn dò. Hắn vội vàng nói. Người kia đi rồi sao? Giọng ngự tỷ cao quý vô cùng hay truyền đến từ bên trong. Đúng. Đã rời đi, chúng ta đã bỏ ra số kim tệ kia và một vài những không gian. Bọn họ chắc chắn là có lời, hơn nữa còn lời to. Có thu thập được tình báo gì không? Có. Người này hình như là người bị cửu thiên tông truy nã, hình như là bán cho cửu thiên tông một con kim long ngư nhưng bên trong kim long ngư có độc đã hạ độc chết lưu thiên dân của cửu thiên tông hắn rất thiếu tiền sao cô gái kia cũng không hiểu không phải hình như là nhiệm vụ dòng binh cửu thiên tông ban bố không xác định là vì khen thưởng nhiệm vụ hay đơn thuần là vì giết lưu thiên dân ta cảm thấy là cái sau nếu không cũng sẽ không hạ độc nhưng cửu thiên tông cũng không tung tin tức truy nã ra ngoài đoán chừng là sợ đánh rắn động cỏ Cô gái trầm ngâm một lát. Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được hắn, lôi kéo hắn, ngũ nguyệt thương hội chính là đồng minh vững chắc nhất của hắn. Điều này. Rõ. Trương Hải đáp lại. Không hiểu, nhưng hắn chỉ có thể làm theo. Bản tôn cần khoảng thời gian hai ngày, ngươi cố gắng hết sức. Rõ. Giờ khắc này, trên một con đường trong rừng, một đoàn xe ngựa trông khá bình thường chạy qua, chính là cổ xe ngựa ở giữa trong lộng lẫy hơn một chút. Xem ra có cảm giác hơi giống dòng binh đoàn. Đột nhiên, mười mấy tên đạo tặc xông ra từ hai bên, bao vây bọn họ, giết cho ta. Tên thủ lĩnh đạo tặc quát to, sau đó bọn họ đồng loạt xông tới. Những người ăn mặc đơn giản kia, giống như dòng binh đoàn bình thường, tu vi ước chừng cũng không bao nhiêu. Nhưng, trong lúc đó, ánh mắt lộ ra của họ đã nói lên tất cả. Soạt, ánh sáng của kiếm lóe lên tên thủ lĩnh đạo tặc kia thậm chí cũng không biết là ai ra tay đầu của hắn rơi xuống mặt đất nhị đương gia các đạo tặc khác sau khi thấy vô cùng hoảng sợ cái này bọn họ không phải dòng binh đoàn bình thường bọn họ là cường giả chạy mau chính vào lúc bọn họ đang xoay người thì thấy một người đứng ở phía trước một luồng sức mạnh áp đảo bùng phát bọn họ lần lượt nằm trên mặt đất sau đó người kia đi tới bên cạnh kiệu ở giữa quỳ một gối xuống hội trưởng đại nhân có nhóm đạo tặc ngăn cản đường đi của chúng ta đã bắt được toàn bộ rồi có thể một số vẫn còn có gia đình cho nên xin người chỉ thị Vết. một giọng nói thản nhiên có chút lười biếng từ bên trong truyền ra vâng a à. sau đó bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết đoàn xe ngựa tiếp tục tiến lên có mười mấy thi thể nằm ở đó hai người ngồi trong kiệu một người mặc váy tím cô gái có dáng người rất đẹp nhắm mắt dựa vào đó nghỉ ngơi một thiếu nữ trắng như tuyết đang bóp chân giúp nàng tiểu thư tại sao phải lôi kéo người kia bằng bất cứ giá nào bởi vì trong tay hắn có thần long chi huyết sao thiếu nữ xinh đẹp kia nghi ngờ hỏi không chỉ là như thế trong tay hắn còn có nhiều hơn cô gái mở đôi mắt xinh đẹp một cách lười biếng mắt nhìn ngoài cửa sổ trầm ngâm vì sao không phải là bởi vì hắn có quá nhiều mà lại không cần dùng để đổi lấy tiền sao? Thiếu nữ kia không hiểu. Cô gái lắc đầu. Khả năng hắn có quan hệ với thương nhân Kim tệ. Hả? Thương nhân Kim tệ có thật sao? Thiếu nữ há hốc miệng kinh ngạc. Truyền thuyết về thương nhân Kim tệ vẫn rất nhiều. Nhưng 99% người hẳn là không tin bởi vì dù sao đó cũng là truyền thuyết, truyền thuyết sẽ có mấy người tin tưởng chứ, nhưng nàng thì khác. Nàng vì sao vì một truyền thuyết mà không tiếc giá nào để lôi kéo Diệp Thiên Dật chứ, bởi vì nàng chắc chắn sự tồn tại của thương nhân kim tệ là có thực. Đó là bởi vì, nàng thực sự đã từng gặp thương nhân kim tệ, chỉ là đáng tiếc, trong tay nàng không có bao nhiêu kim tệ, cho nên không đổi được đồ vật mạnh mẽ trong tay hắn, nhưng cũng coi là đồ vật vô cùng lợi hại rồi. Nàng biết rõ, trong tay thương nhân kim tệ đều có đồ vật nghịch thiên, đồng thời, nàng cũng biết, giá của những vật kia là bao nhiêu, chuyện về Diệp Thiên Dật ngay từ lúc bắt đầu, nàng không có nghĩ gì nhiều, nhưng về sau mới ý thức tới điều này. Hơn một nghìn tỷ, nàng biết đại khái có thể đổi những gì từ trong tay thương nhân kim tệ. Rất khoa trương. Cho nên, nàng nhất định phải lôi kéo người kia, sau đó mới có thể có cơ hội chiếm những bảo vật kia thành của mình. Nhưng, bây giờ đối với nàng mà nói có một chỗ nàng không hiểu. Nàng đã gặp thương nhân kim tệ, dù sao cũng biết rõ, nhân tài hữu duyên mới có thể gặp được, hơn nữa cho dù ngươi vẫn còn tiền, hắn cũng không cho ngươi thời gian đi lấy tiền để đổi đồ. Cho nên, nàng không hiểu, vì sao người kia còn có thời gian mấy tiếng để đi đổi tiền, hay là nói đó chỉ là mong muốn của mình hắn, thương nhân Kim Tệ thực sự đã đi rồi, nàng không tin chỉ là mong muốn của mình hắn. Không hiểu rõ. Nàng phải thử xem. Thương nhân Kim Tệ quả thật có tồn tại. Trước đó ta đã gặp qua. Hả? Cô gái ngồi dậy, cho nên tốt nhất ngươi có thể kiểm soát người này trong tay, nếu có cơ hội, đạt bảo vật trong tay hắn. Một bên khác, Diệp Thiên Dật và Tiểu Tử Nhi trên đường về nhà. Trong tay Diệp Thiên Dật vẫn còn cầm viên Hỏa Linh Châu kia. Luyện hóa, Diệp Thiên Dật cho rằng mình quả thật không có bất kỳ tư cách nào để luyện hóa viên Hỏa Linh Châu này, có thể hắn dùng thể vô địch, sau đó luyện hóa nó xong nhưng một khi hiệu quả của thể vô địch vừa hết, diệp thiên vật sẽ trực tiếp bị thiêu cháy. nhưng nếu như không luyện hóa, diệp thiên vật thật không có cách nào để mang viên hỏa linh châu này đi. như lão giả kia nói, hỏa linh châu này diệp thiên vật không thể mang nó đi, hoặc là hắn tìm cách để khống chế hoàn toàn sức mạnh của nó, hoặc là đặt hỏa linh châu ở đâu đó, đợi đến ngày hắn đủ sức mạnh thì cho nó nhận chủ. đúng, không phải luyện hóa. Bởi vì trên đời này không có sức mạnh nào có thể luyện hóa Hỏa Linh Châu, chỉ có thể là để Hỏa Linh Châu nhận chủ, đau đầu thật. Điều này lại khiến Diệp Thiên Giật khó chịu, chính mình dùng tiền mua được đồ tốt, chính mình lại không có tư cách để nó nhận chủ, giấu ở đâu, chờ cho sức mạnh của lão giả khống chế Hỏa Linh Châu biến mất, vậy thì sức mạnh của linh lực thiên địa và hỏa diễm đều sẽ bùng phát ra, chắc chắn Hỏa Linh Châu cũng sẽ bị người khác phát hiện. Đại ca ca, làm sao thế? Tiểu Tử Nhi kéo tay Diệp Thiên vật, ngẩng cái đầu nhỏ lên nghi ngờ hỏi Diệp Thiên vật. "Chính là ta không có cách nào mang đồ tốt này đi." Diệp Thiên vật đưa cho Tiểu Tử Nhi nhìn Hỏa Linh Châu trong tay mình. "Ồ, vậy đại ca ca có thể giấu nó đi." "Giấu cũng sẽ bị phát hiện." Ồ, vẻ mặt Tiểu Tử Nhi mơ màng. "Nếu có thứ gì có thể tạm thời cất giữ được Hỏa Linh Châu thì được rồi." Diệp Thiên vật nghĩ. "Quả thật" cho dù là một tiểu thế giới cũng không thể chứa đựng nổi hỏa linh châu. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu thế giới đó dù sao cũng là nơi mà ngươi tạo ra, mà hỏa linh châu này chắc chắn vượt qua sức mạnh của ngươi, hỏa linh châu bên trong tiểu thế giới này, ban đầu có thể không sao, thời gian dài một chút, vậy thì trực tiếp xong đời. Tiểu thế giới sẽ bị thiêu cháy sạch. Diệp Thiên Dật cũng không có cách gì, xem ra hắn chỉ có thể tạm thời đặt hỏa linh châu ở một nơi nào đó, còn về nơi này thì thật sự là khó tìm hắn chỉ có thể xem vận may sau đó xem xem bao nhiêu năm sau mới có thể thành công để hỏa linh châu nhận chủ thế mà ngay lúc dịp thiên dật không có đối sách gì mặt dây chuyền ở ngực dịp thiên dật từ từ rơi xuống đây là mặt dây chuyền tiểu tử nhi tặng cho dịp thiên dật mặt dây chuyền này có hình dáng là một thanh kiếm một thanh kiếm rất đẹp nhưng dịp thiên dật chưa bao giờ xem cái này là một đồ vật gì đặc biệt bởi vì dịp thiên vật không cảm nhận được bất kỳ linh lực nào từ nó nhưng hiện tại dịp thiên vật nhìn thấy mặt dây chuyền này lơ lửng phía trên lóe ra ánh sáng màu đỏ khiến dịp thiên vật hơi ngạc nhiên tiểu tử nhi đây là hả tiểu tử nhi chớp đôi mắt to mơ màng sau đó lắc cái đầu nhỏ hiển nhiên nàng cũng không biết đây là cái gì lúc đó nàng đưa cho dịp thiên vật chỉ là bởi vì nàng phát hiện ra vật này nhưng là vật gì nàng thật sự không biết. Cùng lúc đó, hỏa linh châu trong tay Diệp Thiên Dật đang rung lên dữ dội. Diệp Thiên Dật Ý gì chứ, mặt dây chuyền này và hỏa linh châu có mối liên hệ gì đó, soạt, lúc này, mặt dây chuyền kia đột nhiên lóe lên tia sáng mạnh, chói đến mức Diệp Thiên Dật mở mắt không ra. Lúc Diệp Thiên Dật có thể thấy rõ, mặt dây chuyền kia hiện tại đã hóa thành một thanh kiếm ở trước mặt Diệp Thiên Dật. Diệp Thiên Dật đẹp mở không phải chứ, Thanh kiếm này vốn là một mặt dây chuyền có kích thước vài cm, vậy mà nó đã biến thành một thanh kiếm thật rồi, thanh kiếm này giống như đúc với mặt dây chuyền, chỉ là bản phóng đại, chỉ là biến thành thanh kiếm thật. Thanh kiếm này vô cùng đẹp, lúc nhỏ cảm giác cũng rất đẹp, sau khi phóng to lên nó thật sự mang lại một cảm giác đẹp đến khoa trương. Hơn nữa, Diệp Thiên Dật thấy có 12 đường vân, 12 đường vân này đều màu đen, sau khi phóng to Diệp Thiên Dật mới phát hiện, còn có 5 cái lỗ nhỏ. Đây là ý gì, thanh kiếm này và hỏa linh châu đang rung lên, dịp thiên giật cảm nhận được sức mạnh to lớn này, sau đó bất giác kéo tiểu tử nhi lùi lại, xem cảnh tượng này, thanh kiếm này và hỏa linh châu đang từ từ tiến gần lại nhau, đột nhiên, tốc độ của hỏa linh châu tăng lên, xông thẳng về phía thanh kiếm, sau đó chui vào một trong những cái lỗ nhỏ kia, lúc hỏa linh châu tiến vào bên trong lỗ nhỏ đó, cả thanh kiếm phát ra một ánh sáng đỏ ngập trời, ánh sáng đỏ này phóng thẳng đến chân trời cột hỏa diệm lao thẳng lên dùng đỏ rực cả một bầu trời đương nhiên không cần suy nghĩ nhiều điều này nhất định sẽ thu hút sự chú ý của những người gần đây bao gồm cả yêu tộc đây là linh bảo xuất thế cửu thiên tông bao gồm phân hội trưởng trương hải của ngũ nguyệt thương hội nhìn thấy bầu trời phía xa như vậy không nhịn được nghĩ đến mà rung động loại dị tượng thiên địa như vậy vậy phải là linh vật thiên địa cấp bậc gì xuất thế chứ hay là nói ai đang chiến đấu trong tình huống này bất kể như thế nào điều này chắc chắn đã khơi dậy sự tò mò của bọn họ thúc giục bọn họ tiến về phía trước chờ chút